Nương theo một tiếng vang giòn, điện thoại đã rơi xuống làm vang lên một tiếng chói tai, Trương Phong giống như là đã trút hết khí lực, trực tiếp sụi lơ trên ghế làm việc. Bởi vì hắn sợ hãi Tôn Tường Vân cho nên đến bây giờ hắn còn chưa nói cho cấp trên biết, người chết là Tôn Vệ Đông. Hiện giờ sau khi Cung Minh gọi điện đến thì Trương Phong rất rõ ràng, giấy không gói được lửa chung quy chuyện gì nên tới thì tới. Hiểu được điều này thì Trương Phong liền cắn chặt răng, giống như đã làm ra quyết định gì đó, khuôn mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Dưới ánh đèn, hắn cầm lấy điện thoại, bấm số của Tôn Tường Vân. Thật lâu sau điện thoại mới được chuyển, trong điện thoại truyền ra một giọng nói non nớt. Ta là Trương Phong đoàn trưởng của quân đoàn XX, xin cho gặp thủ trưởng Tôn Tường Vân, ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Nghe được đối phương là cảnh vệ của Tôn Tường Vân thì Trương Phong cố gắng kiềm chế giọng nói của mình. Xin chờ một chút. Cảnh vệ viên nói xong liền bỏ điện thoại xuống, đi mời Tôn Tường Vân ra. Một phút sau, Tôn Tường Vân nắm điện thoại lên, nói. Trương Phong à Trương Phong, không phải ta nói lúc bình thường thì công tác của chú rất khá nhưng con mẹ nó, tại sao vào thời khắc quan trọng này lại xảy ra vấn đề nữa? Thủ trưởng, nghe được giọng nói của Tôn Tường Vân, mặc dù là đã làm ra quyết định nhưng mà tay nắm điện thoại của Trương Phong cũng run lên, giọng nói run rẩy. Người chết kia là Vệ Đông. Ngươi nói cái gì? Đầu bên kia, nghe được Trương Phong nói như vậy thì Tôn Tường Vân liền giống lên. Thủ trưởng, Trương Phong, ngươi nói học sinh chết kia là Vệ Đông sao? Không đợi Trương Phong nói hết lời, Tôn Tường Vân đã cắt ngang, giọng nói của Tôn Tường Vân tràn vẻ không thể tin đồng thời mang theo vài phần rung động. Dạ, đúng vậy thưa thủ trưởng. Trương Phong cắn răng đáp lại. Bịch. Trương Phong xác nhận đã làm cho Tôn Tường Vân hoàn toàn ngây người, điện thoại trực tiếp rớt xuống. Đầu bên này, dường như Trương Phong cũng biết Tôn Tường Vân chịu đả kích như thế nào, bất quá hắn cũng không tỏ ra vẻ sợ hãi như lúc trước, khuôn mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh. Thủ trưởng, Trương Phong, lão tử phải bắn chết ngươi. Tôn Tường Vân giống như là kẻ điên, cầm điện thoại lên, rít gào nói. Thủ trưởng, ngài bắn chết ta cũng vô dụng. Tất cả chuyện này là do con của ngài tạo thành. Trương Phong bình tĩnh nói. Ngươi, mẹ nó, ngươi nói cái chó gì? Tôn Tường Vân thiếu chút nữa là ngất đi. Thủ trưởng, ta nói tất cả chuyện này là do con của ngài tạo thành. Trương Phong bình tĩnh, đem tất cả mọi chuyện nói cho Tôn Tường Vân biết. Vệ Đông, mày, tại sao mày lại làm như vậy? Mấy năm nay mày sống làm cái dám gì? Tôn Tường Vân nghe Trương Phong giải thích. Chẳng những hắn không có bớt giận mà càng thêm căm tức. Thủ trưởng, cá nhân ta cho rằng hiện tại truy cứu trách nhiệm cũng đã không còn ý nghĩa. Trương Phong gần từng chữ. Hiện tại chúng ta phải đem chuyện này đổ lên đầu người khác, nói cách khác là tìm Sơn Dương để thế tội. Lão tử hận không thể đập chết ngươi, ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Tôn Tường Vân không chỉ căm giận Tôn Vệ Đông mà hắn còn căm giận cả Trương Phong. Nếu Trương Phong ở đây thì nhất định Tôn Tường Vân sẽ bắn chết hắn. Giọng nói của Trương Phong lạnh xuống. Thủ trưởng, ngài đã quên những lời ta nói lúc nãy sao? Tất cả chuyện này đều là do con của ngài tạo thành, ngài nói nếu như Bùi Đông Lai nói tất cả chuyện này thì hậu quả sẽ như thế nào? Ách! Nghe được Trương Phong nói như vậy thì Tôn Tường Vân liền cả kinh, hắn biết rõ chuyện này là do mình sai nếu như sự việc này bị phơi bày ra ánh sáng thì hắn nhất định sẽ bị liên lụy. Tiền đồ của hắn tất nhiên là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thủ trưởng vì muốn đề phòng con của ngài trở mặt nên ta đã ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa ta và hắn. Thấy Tôn Tường Vân không nói lời nào, Trương Phong lại nói. Đem tất cả chuyện tình đổ lên đầu Bùi Đông Lai sẽ do ta phụ trách, mà ngài thì phải bảo vệ an toàn cho ta, ngài thấy thế nào? Trương Phong, trước kia ta không thấy được ngươi là một đại nhân vật a. Tôn Tường Vân giận quá hóa cười. Hắn muốn thông qua thủ đoạn đặc thù để xử lý Trương Phong nhưng hiện giờ nghe Trương Phong nói như vậy thì hắn đành phải thay đổi kế hoạch. Thủ trưởng, sự việc đã đến nước này, ngài cho rằng vì sao ta lại không dám. Trương Phong bất chấp hoàn toàn, sự việc đến bây giờ nếu muốn sống thì hắn chỉ có thể kéo Tôn Tường Vân vào. Lúc này Tôn Tường Vân trầm mặc. Ngươi ở đó đợi ta. Một lát sau, Tôn Tường Vân làm ra quyết định. Hắn cũng biết cho dù hắn có tức giận đi thế nào chăng nữa thì TVD cũng không thể sống lại. Hiện giờ, chuyện hắn cần làm chính là không để chuyện này liên quan đến mình, ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của bản thân. Phù!
Câu trả lời của Tôn Tường Vân làm Trương Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn xem ra chỉ cần có Tôn Tường Vân ra mặt thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Tiểu tử, mạng của mày đã không chết trong rừng nhưng mà mày chạy không thoát khỏi nắng đâu con, sự tình này là do mày dựng lên vì vậy mày cũng cần phải ở lại trả tiền. Ở Trương Phong xem ra, nếu như có thể đem chuyện này xử lý tốt thì hắn vừa có thể đảm bảo được chức vị vừa có thể nắm lấy nhược điểm, sau này uy hiếp Tôn Tường Vân. Ha ha, ha 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 ha. Nghĩ tới đây, Trương Phong không nhịn được mà cười phá lên. Dường như hắn cảm thấy may mắn, cảm giác giống như mới từ địa ngục lên thiên đường. Thiên đường và địa ngục. Bên trái là thiên đường, bên phải là địa ngục. Bùi Đông Lai từ bên phải đi đến bên trái. Trương Phong và Tôn Tường Vân thì ngược lại. Ban đêm lúc 12 giờ, dưới chân núi Vân Sơn, không khí không còn giống như lúc trước nữa. Tất cả mọi người đều âm thầm thở nhẹ. Bởi vì toàn bộ những tên bắt cóc đã bị bắn chết, Mộ Khuynh Nhan thuận lợi được cứu ra, cảnh sát đã hạ lệnh cho tất cả mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Lúc xe cảnh sát rời đi thì không ít xe bắt đầu chạy về chân núi Vân Sơn. Những chiếc xe này đều là xe của đài truyền hình, bọn họ nhanh chóng muốn đến đây để đem tin tức này đưa lên cho tất cả mọi người cùng biết. Chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Đây là truyền thống. Có lẽ bởi vì Mộ Khuynh Nhan chưa xuất hiện cho nên các lão đại cũng không tiếp nhận phỏng vấn. Đối với việc này thì đám ký giả cũng không dám nói gì. Ở lúc mọi người đang dài cổ chờ đợi thì hai chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời, hướng phía mọi người mà bay đến. Trong một chiếc trực thăng, Trần Anh ngồi ở vị trí lái mà Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhan ngồi ở phía sau. Bởi vì đã đem y phục tác chiến trên người đưa cho Mộ Khuynh Nhan nên lúc này nửa phần trên của Trần Anh là một chiếc áo tê sất màu đen bó sát, bởi vì là áo bó sát nên hai ngọn núi trước ngực đều căng phình ra, giống như vào lúc nào cũng có thể bung ra. Trong trực thăng Bùi Đông Lai cũng không có chú ý đến hai ngọn núi ấy, lúc này hắn đang âm thầm quan sát Trần Anh điều khiển trực thăng. Mặc dù ở trụ sở huyết sát Bùi Đông Lai được huấn luyện về nguyên lý súng ống nhưng mà đối với thao tác của các loại chiến đấu này thì hắn chưa học qua. Nhìn cái gì đấy? Lúc này, ở bên cạnh, đột nhiên Mộ Khuynh Nhan mở miệng hỏi. Lúc hỏi, đồng thời ánh mắt của Mộ Khuynh Nhan mang theo vài phần tò mò. Ở nàng xem ra từ lúc lên trực thăng đến giờ thì Bùi Đông Lai cũng không nói câu nào với nàng, mà chỉ nhìn chằm chằm vài hai cánh tay của Trần Anh. Điều này làm cho nàng vô cùng khó hiểu, hai cánh tay của Trần Anh cũng không có gì đặc biệt đâu. Ách! Nghe được câu hỏi của Mộ Khuynh Nhan thì Bùi Đông Lai liền ngạc nhiên, hắn không khỏi xấu hổ, cười cười rồi nói. Đang suy nghĩ, một lát nữa xuống dưới kia, đối mặt với nhiều người như thế thì không biết là có khẩn trương hay không. Hi hi! Mắt thấy Bùi Đông Lai nín cả ngửa ngày mới nói ra một cáo lý do sứt mẻ như vậy thì Mộ Khuynh Nhan liền cười cười. Nhìn thấy Mộ Khuynh Nhan cười thì nhất thời Bùi Đông Lai giống như là nhìn thấy ngàn, vạn bông hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Mộ Khuynh Nhan vốn là muốn hỏi Bùi Đông Lai có quan hệ như thế nào với Trần Anh, lúc này lại thấy Bùi Đông Lai nhìn vào mình thì nàng liền đem lời nói kia nuốt ngược trở lại, nàng liền quay đầu sang chỗ khác. Thấy Mộ Khuynh Nhan quay đầu sang chỗ khác thì lúc này Bùi Đông Lai phát hiện mình có chút không lễ phép, chỉ cười khổ nhún vai, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chân núi Vân Sơn. Dần dần, mọi thứ dưới chân núi đã hiện ra trong tầm mắt của Bùi Đông Lai, mà Trần Anh lúc này cũng giảm tốc độ, chuẩn bị kiếm nơi thích hợp để đáp xuống. Đúng rồi, cậu học khoa nào ở Đại học Đông Hải? Mắt thấy trực thăng sắp đáp xuống thì dường như Mộ Khuynh Nhan biết sau khi xuống đó thì mình và Bùi Đông Lai mỗi người một ngả cho nên nhịn không được hỏi. Bùi Đông Lai quay đầu lại cười cười. Học viện Quản lý Kinh tế, khoa Quản lý Công thương Chuyên nghiệp. Nha! Mộ Khuynh Nhan âm thầm ghi nhớ, cũng không biết là trong lòng đang nghĩ đến gì nữa. Rất nhanh dưới sự điều khiển của Trần Anh thì trực thăng đã đáp xuống. Mắt thấy trực thăng dừng lại thì nhân vật số 1 của Cục Cảnh sát Đông Hải cùng với Tương Cương, Liễu Nguyệt và một đám phóng viên liền đi tới. Trần tỷ, ta sẽ không xuống. Mắt thấy nhiều người đến như vậy thì Bùi Đông Lai mở miệng nói. Trần Anh và Bùi Đông Lai đã nói chuyện qua với nhau cho nên nghe Bùi Đông Lai nói như vậy thì Trần Anh cũng biết Bùi Đông Lai đang lo lắng về việc gì, nàng gật gật đầu, hướng Mộ Khuynh Nhan mở miệng. Mộ tiểu thư, xuống thôi. Ừ. Mộ Khuynh Nhan mỉm cười trả lời, sau đó quay đầu lại liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái, nói. Một lần nữa cảm ơn cậu.
Bùi Đông Lai cười cười, ý bảo không cần phải khách khí. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Bùi Đông Lai thì trong đầu Mộ Khuynh Nhan không khỏi hiện lên cảnh tượng lúc mình sắp bị báo tử hiếp dâm thì Bùi Đông Lai xuất hiện, cứu mình. Một màn kia giống như là ma pháp, vĩnh viễn khắc sâu trong lòng nàng. 30 giây sau, Trần Anh mở cửa ra đi xuống, phía sau là Mộ Khuynh Nhan. Vừa mới xuống thì Mộ Khuynh Nhan đã bị một đám người vây quanh, trong đó có Tương Cương và các lão đại, hơn nữa còn có một đám phóng viên đang chuẩn bị hỏi. Mà Trần Anh sớm đã thích ứng với trường hợp này rồi, nên nàng cũng không thèm để ý, trực tiếp rời đi. Lúc rời đi, nàng nhìn thoáng vào trong trực thăng, ý bảo Bùi Đông Lai nên về quân doanh trước, sau khi nàng báo cáo xong thì sẽ đến đó. Sau khi phỏng vấn xong thì Mộ Khuynh Nhan dưới sự giúp đỡ của Tương Cương và Liễu Nguyệt thì liền đi vào chiếc Linco Liễu Nguyệt. Sau khi đưa Mộ Khuynh Nhan vào xe thì Liễu Nguyệt đi tới trước trực thăng, gặp Bùi Đông Lai. Đông Lai! Mắt thấy Bùi Đông Lai xuống trực thăng thì Liễu Nguyệt mở miệng kêu. Liễu tỷ! Vốn là Bùi Đông Lai không muốn bại lộ, nhưng sau khi thấy Liễu Nguyệt thì hắn liền đi tới. Không sao chứ? Mắt thấy Bùi Đông Lai đến gần. Hai tay của Liễu Nguyệt liền đặt lên vai của hắn, ánh mắt thầm đánh giá một vòng, quan tâm hỏi thăm. Cảm nhận được phần quan tâm kia là xuất phát từ nội tâm của Liễu Nguyệt, Bùi Đông Lai mỉm cười lắc lắc đầu. Thấy Bùi Đông Lai lắc đầu, lúc này nhìn xung quanh không có ai thì Liễu Nguyệt hỏi nhỏ. Đông Lai, Trần Anh có phát hiện ra dấu vết mà cậu để lại không? Nghe được câu hỏi của Liễu Nguyệt. Bùi Đông Lai biết hơn phân nửa là Liễu Nguyệt đã đoán ra được đám người TVD là do hắn xử lý, vì thế lắc đầu nói. Không có việc gì, Liễu tỷ không cần lo lắng. Thật là không sao. Liễu Nguyệt vẫn có chút lo lắng. Đông Lai, Trần Anh kia không chỉ là đội trưởng đặc cảnh mà nàng còn là. Liễu tỷ, thân phận của Trần tỷ thì ta đã biết, nàng ta sẽ không gây bất lợi đâu. Bùi Đông Lai nói xong thì không khỏi cảm thấy may mắn. Ở hắn xem ra nếu không phải là Trần Anh có quen biết với Tiêu Phi thì chuyện này cuối cùng phát sinh đến mức nào thì thật đúng là khó mà nói. Ách! Ngay tại lúc Bùi Đông Lai cảm thấy may mắn thì Liễu Nguyệt liền cả kinh. Thân là một trong những đại tỷ của Liễu Nguyệt thì nàng vô cùng rõ ràng, bởi vì thân phận phía sau của Trần Anh cho nên từ sau khi Trần Anh bước vào Đông Hải thì nàng và Quý Hồng đều muốn kết giao với Trần Anh, nhưng mà kết quả là biết Trần Anh có tính ghét ác như cừu, điều này đã làm cho các nàng thu liễm lại. Sợ bị Trần Anh nắm được nhược điểm. Mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại kêu Trần Anh là Trần tỷ. Đông Lai. Ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, Liễu Nguyệt mới vừa muốn mở miệng hỏi Bùi Đông Lai rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này lại nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu, nàng quay đầu lại thì phát hiện người gọi là Cổ Bồi Nguyên, hiệu trưởng Đại học Đông Hải. Liễu tỷ, ta qua ấy một chút. Mắt thấy Cổ hiệu trưởng gọi tên mình thì Bùi Đông Lai mở miệng nói với Liễu Nguyệt. Ừ. Liễu Nguyệt đem nghi vấn nuốt lại vào bụng, nghĩ nghĩ cái gì rồi nói. Đông Lai, cậu không có việc gì thì Liễu tỷ cũng an tâm. Trước tiên Liễu tỷ sẽ mang Tương tiên sinh cùng Mộ tiểu thư trở về khách sạn, sau đó sẽ gọi điện thoại cho cậu. Được. Bùi Đông Lai gật gật đầu, sau đó cùng chia tay với Liễu Nguyệt rồi bước chân nhanh tới phía Cổ Bồi Nguyên. Đông Lai, cháu không sao chứ? Thấy Bùi Đông Lai chạy đến, Cổ Bồi Nguyên liền bước lên phía trước. Nắm lấy tay của Bùi Đông Lai, vẻ mặt quan tâm hỏi han. Không có việc gì, hiệu trưởng. Bùi Đông Lai nói một tiếng, sau đó quay đầu cười với Trương Thụy một cái. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Mắt thấy Bùi Đông Lai không có việc gì, Cổ Bồi Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Cổ Bồi Nguyên vừa mới xong thì không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, Trương Thụy đã cười khổ nói. Đông Lai, cậu cũng không biết. Bởi vì hiệu trưởng lo lắng cho cậu mà thiếu chút nữa đã PK với đám người cảnh bị khu đó. Hừ, bất kể chuyện này như thế nào đi chăng nữa thì bọn hắn phải cho ta một cái công đạo. Nghe được lời nhắc nhở của Trương Thụy, nụ cười trên mặt Cổ Bồi Nguyên biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Đi, Đông Lai, đi với ta đến quân doanh. Nói xong, khí thế trên người Cổ Bồi Nguyên liền thay đổi. Một khí thế đã từng giảng bài cho các lão đại trên đỉnh của Tử Cấm Thành làm cho Bùi Đông Lai có chút kinh hãi. Trọng kiếm vô phong. Các vị khán giả, cảm tạ các vị đã xem. Trong màn đêm, một nữ phóng viên kết thúc đưa tin Mộ Khuynh Nhan bị bắt cóc. Dưới chân núi, các lão đại lên xe rời đi, trong đó một số xe chạy về phía nội thành, cũng có vài chiếc xe đi về phía quân doanh. Trong đó,
Trần Anh lên một chiếc Audi A6 trở về báo cáo. Trong ô tô, Triệu Kiến Tân hút một điếu thuốc, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói giống như là đem tất cả mọi lo âu quăng ra ngoài, khuôn mặt cười tán dương Trần Anh. Tiểu Trần, làm rất tốt. Đối mặt với lời tán dương của Triệu Kiến Tân thì Trần Anh cũng không có chút đắc ý, vẻ mặt nàng vẫn hờ hững như trước. Trong lòng nha, những nhiệm vụ nguy hiểm hơn việc lần này thì nàng cũng đã làm, việc ngày hôm nay thật sự không đáng kể. Triệu Cục trưởng, ta có chuyện gấp cần đi xử lý. Trần Anh mở miệng nói, giọng nói đúng mức. Ta sẽ không quay về tham gia tổng kết, hiện tại sẽ báo cáo lại cho ngài. Được. Tuy rằng Triệu Kiến Tân không biết Trần Anh đi làm việc gì nhưng mà Triệu Kiến Tân vẫn đồng ý đề nghị của Trần Anh. Bởi vì Triệu Kiến Tân biết rõ thân phận sau lưng của Trần Anh, đừng nói là Triệu Kiến Tân cho dù là nhân vật số 1 ở Đông Hải khi nói chuyện cũng cần phải khách khí với nàng. Bởi vì nghe được tiếng súng nên ta đã chạy đến, ở nơi này thì thấy được thi thể của 9 tên lính và người sinh viên kia. Mặt Trần Anh không đổi sắc nói. Bọn cướp chẳng những giết đi bọn họ mà còn cướp đi một khẩu súng máy bắn tự động của một tên binh lính. Sau khi phát hiện thi thể được thi thể của bọn hắn thì ta liền thông báo cho các đồng chí ở phía sau, rồi dựa vào dấu vết đám cướp kia lưu lại để truy đuổi, cuối cùng ở bên dòng suối trong rừng thì ta phát hiện bọn chúng. Trần Anh nói tới đây thì dừng lại. Mặc dù Trần Anh không nói tiếp nhưng Triệu Kiến Tân dùng đầu ngón chân cũng biết được đám cướp kia là do Trần Anh xử lý. Triệu Cục trưởng, ngài xem còn gì cần hỏi nữa không? Thấy Triệu Kiến Tân không nói lời nào, Trần Anh liền hỏi. Triệu Kiến Tân trầm ngâm một chút, nói. Tiểu Trần, còn một tên sinh viên nữa, hắn là ở cùng một chỗ với Mộ Khuynh Nhan sao? Vâng. Khuôn mặt của Trần Anh đầy vẻ tức giận. Căn cứ theo lời của tên sinh viên kia, bởi vì hắn đắc tội với nhi tử của Tôn Tường Vân kết quả là bị đám người quân đoàn XX dẫn vào núi, nhi tử Tôn Tường Vân muốn giết chết hắn. Rồi tạo ra hiện trường là có người đột nhập vào quân doanh giết người. Cái gì? Nghe được Trần Anh nói như vậy thì sắc mặt của Triệu Kiến Tân liền hiện lên vẻ hoảng sợ. Tiểu Trần, cô mới nói cần đi xử lý công việc, sẽ không phải là chuyện này chứ? Thấy được vẻ tức giận trên mặt Trần Anh, nghĩ đến tình tình luôn ghét ác như cừu của Trần Anh thì Triệu Kiến Tân ý thức được cái gì? Trần Anh cũng không có giấu giếm, mà là gật gật đầu. Tiểu Trần! Chuyện này trước mắt chỉ là do một phía kể ra, ta đề nghị cô không nên vọng động. Triệu Kiến Tân suy tư một chút, nói. Dù sao, lời kể của sinh viên kia vẫn còn nhiều nghi vấn, thứ nhất là nếu nhi tử Tôn Tường Vân muốn giết chết hắn thì vì sao hắn lại có thể sống được? Thứ hai, nếu như lúc ấy đám người kia chưa xử lý hắn mà bọn cướp đã đuổi tới thì vì sao đám cướp kia lại lưu lại mạng của tên sinh viên kia? Hắn đã bị lâm tới tuyệt cảnh. Dưới tình thế cấp bách đã nhảy xuống núi, cho nên tránh được một kiếp nạn. Sắc mặt Trần Anh không một chút thay đổi, nói. Thì ra là thế. Triệu Kiến Tân trầm ngâm một chút, nói. Tiểu Trần, nếu không có bất ngờ gì thì đám người bên kia sẽ đem chuyện này hóa nhỏ. Huống chi, theo lời của cô nói thì tên sinh viên kia là nhi tử của Tôn Tường Vân, hai. Nội chuyện này thôi cũng đủ khiến ta phải đau đầu, ta đề nghị. Hay là cô không cần phải quan tâm đến việc ấy? Hiển nhiên ở Triệu Kiến Tân xem ra, đây quả thật là chuyện tình không đạt được kết quả tốt, hơn nữa rất có thể sẽ cuốn vào đám cảnh sát Đông Hải. Triệu Cục trưởng, quân nhân là phải bảo vệ quốc gia chứ không phải là làm ra những chuyện xấu đó. Hành động của bọn hắn đã làm mất đi vinh dự của một người quân nhân. Trần Anh nói xong thì nghiến răng nghiến lợi, sau đó dường như nghĩ đến chỗ lo lắng của Triệu Kiến Tân cho nên bổ sung. Chuyện này ta sẽ lấy thân phận cá nhân để xử lý, sẽ không quan hệ gì đến thân phận đặc đội cả. Nghe Trần Anh giải thích lại thấy lửa giận trong đôi mắt của nàng thì Triệu Kiến Tân biết không thể ngăn được, chỉ đành phải cười khổ. Sau đó, mắt thấy Triệu Kiến Tân không nói đến vấn đề khác thì Trần Anh liền dừng xe lại, xuống xe, ngăn một chiếc xe hình ở phía sau lại rồi tự mình ngược lại, hướng phía quân doanh chạy tới. Cùng lúc đó... Phía trước quân doanh có một chiếc Audi A6 có biển số Đông Hải, bên trong ô tô là CM còn ở bên cạnh là một chiếc Audi 46 của cổ Bồi Nguyên. Trong đó, vẻ mặt của CM hiện lên vẻ buồn khổ. Giống như Triệu Kiến Tân dự đoán thì bởi vì xảy ra chuyện tình Tôn Vệ Đông cùng 9 tên binh lính chết cho nên CM tính toán đem chuyện này từ lớn hóa nhỏ. Chẳng qua là, hiện giờ, cổ Bồi Nguyên khăng khăng đến đây để hỏi cho ra lẽ cho nên hắn cùng phải đi đến cùng. Đông Lai, căn cứ theo tin tức,
trừ cháu và một tên sinh viên khác ở bên ngoài thì vào lúc bọn cướp lên núi, toàn bộ tất cả mọi người đã trở về tại điểm tập hợp của quân doanh. Ngay lúc CM buồn bực thì ở trong một chiếc Audi A6, cổ Bồi Nguyên dường như nhớ ra điều gì đó, không nhịn được mà hỏi. Vì sao hai đứa lại không trở lại? Bởi vì lúc đó cháu và Tôn Vệ Đông có xảy ra một chút mâu thuẫn, Tôn Vệ Đông lợi dụng lúc huấn luyện quân sự sẽ xử lý cháu, cho nên trước lúc tập hợp thì cháu đã bị giáo quan dẫn đi vào rừng. Bởi vì biết Trần Anh sẽ ra mặt cho nên Bùi Đông Lai cũng không giấu giếm cổ Bồi Nguyên. Cái gì? Nghe được Bùi Đông Lai giải thích thì thiếu chút nữa cổ Bồi Nguyên nhảy dựng lên. Cháu nó đó là Tôn Vệ Đông, con của cảnh bị khu Tôn Tường Vân sao? Sắc mặt của cổ Bồi Nguyên phẫn nộ, hai tay gắt gao nắm chặt vào nhau. Dạ đúng. Bùi Đông Lai gật đầu. Tốt, 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 Tôn Tường Vân, hắn làm rất khá. Cổ Bồi Nguyên nghiến răng nghiến lợi, liên tục nói ra ba chữ tốt sau đó nói. Đông Lai, cháu yên tâm, chuyện này ta sẽ lấy lại cho cháu một công đạo. Bên tai vang lên lời nói như đinh đóng cột của cổ Bồi Nguyên, nhìn vẻ mặt kiên quyết của cổ Bồi Nguyên thì Bùi Đông Lai vô cùng cảm động, hắn gật gật đầu. Cảm ơn hiệu trưởng. Cổ Bồi Nguyên không nói nữa, chỉ vỗ nhẹ vào đầu Bùi Đông Lai, tựa hồ muốn dùng phương thức này để an ủi Bùi Đông Lai. Còn về phần vì sao Tôn Vệ Đông muốn giết Bùi Đông Lai, Bùi Đông Lai không chết mà ngược lại Tôn Vệ Đông lại chết thì đây không phải là chuyện mà cổ Bồi Nguyên muốn quan tâm. Hắn chỉ biết, đời này hắn chỉ thua một người đệ tử cuối cùng này, thiếu chút nữa thì nó đã bị chết dưới tay của cường quyền. Lúc này, Tôn Tường Vân đi trong một chiếc xe chuyên dụng đến quân doanh SS. Trương Phong sớm đã đứng ở ngay cửa đợi, mắt thấy Tôn Tường Vân xuống xe thì bước lên nghênh đón. Trong màn đêm, biểu tình của Tôn Tường Vân vô cùng đáng sợ mà đôi mắt của hắn cũng đầy vẻ dọa người. Thủ trưởng, tốt. Mặc dù biết trong lòng Tôn Tường Vân hận mình đến cực điểm nhưng mà Trương Phong vẫn cùng một tên trợ thủ bên cạnh cúi chào. Trương Phong, ông đi theo ta, còn những người khác thì trở về. Tôn Tường Vân lạnh lùng liếc nhìn Trương Phong một cái, mở miệng nói, giọng nói không thể nghi ngờ. Đám người còn lại không biết tin tức, cũng không biết người chết là Tôn Vệ Đông cho nên trong lòng vô cùng buồn bực, không biết vì sao Tôn Tường Vân lại đến đây. Mặc dù nghi ngờ nhưng mà cho dù bọn hắn có 100 lá gan cũng không dám làm trái lệnh Tôn Tường Vân, ngược lại bọn hắn liền lui ra. Thủ trưởng, coi như lúc chân trước Tôn Tường Vân bước vào văn phòng Trương Phong thì một tên binh lính ở phía sau chạy lên, cúi chào, nói. Chuyện gì? Trương Phong trầm giọng hỏi. Cô gái tên là Hạ Y Na không ngừng hỏi về việc hai sinh viên tại sao còn chưa trở về. Nàng còn nói nếu không nói cho nàng một câu trả lời thuyết phục thì nàng sẽ đích thân đến tìm ngài. Tên binh lính mang theo vài phần kinh hoàng nói, ở hắn xem ra, Hạ Y Na hoàn toàn không phải là người mà hắn có thể đắc tội được. Người đi nói cho cô ấy biết, tạm thời còn đang trên đường trở về. Trương Phong cũng không đắc tội nổi với Hạ Y Na, bất quá lúc này hắn không muốn gặp Hạ Y Na mà là thuận miệng hạ ra mệnh lệnh, sau đó liền đóng cửa lại, đi vào phòng. Trong văn phòng, Tôn Tường Vân không có ngồi xuống mà là đứng yên, ánh mắt của hắn như đao nhìn chằm chằm vào Trương Phong. Thấy được trong đôi mắt Tôn Tường Vân hiện ra vẻ tức giận, tuy rằng trong lòng Trương Phong có chút kinh hãi nhưng mà hắn cố gắng không chế cảm xúc của mình, tận lực làm cho giọng nói trở nên bình tĩnh. Thủ trưởng! Mày còn biết tao là thủ trưởng của mày sao? Tôn Tường Vân cười lạnh, cắt đứt lời nói của Trương Phong. Trương Phong không bị lời nói của Tôn Tường Vân hù dọa, mà là trầm giọng nói. Thủ trưởng, người của ta truyền đến tin tức, lúc này Bùi Đông Lai cùng với cổ Bồi Nguyên cổ hiệu trưởng Đại học Đông Hải đang đến đây, nói như vậy thì chắc hẳn là cổ Bồi Nguyên đã biết rõ chân tướng sự việc, tình thế hiện giờ không được lạc quan cho lắm, nhất định chúng ta phải nghĩ biện pháp. Hừ, vốn là ta tính đem chuyện này hóa nhỏ, chờ sau đó sẽ tìm tên tiểu tử kia tính sổ. Nghe xong Trương Phong báo cáo, Tôn Tường Vân không sợ, trái lại tỏ ra vẻ giận dữ nói. Nếu hắn không biết điều, muốn gây sức ép thì ta đây cũng đéo thèm để ý đến mặt mũi của cổ Bồi Nguyên nữa. Người chết là con của ta, mà tên tiểu tử kia lại còn sống. Nói con của ta liên hợp với đám binh lính giết hắn, có người tin sao? Nói xong, sát ý trên người Tôn Tường Vân tỏa ra, cảm giác kia như chỉ có đem Bùi Đông Lai nghiền thành cho thì mới có thể làm tiêu tan mối hận trong lòng của hắn. Ban đêm vào lúc 10:30. Lúc này, tại ký túc xá trong quân doanh của quân đoàn SS,
đại bộ phận sinh viên đều nằm yên trên giường, không có ý muốn ngủ, tất cả mọi người trò chuyện về vấn đề sắp phải chấm dứt huấn luyện quân sự. Vì đề phòng buổi tối sinh viên sẽ chạy loạn nên ở bên ngoài hành lang, ban đêm vẫn có vài người binh lính đứng gác. Ban đêm, ở nơi này vô cùng yên tĩnh quái lạ, vô luận là giáo quan hay binh sĩ đều có cảm giác sẽ có một cơn bão sắp đến. 10 giờ 35, đêm. Vài ngọn đèn ô tô từ đằng xa, nương theo vài tiếng động cơ đã đánh tan sự im lặng trong đêm tối, tại nơi canh gác, trước tiên binh lính đem tình huống báo cáo lên cấp trên. Một phút sau, tên phó đoàn trưởng quân đoàn XX đi trên chiếc xe Việt dã tới nơi đóng quân, theo sau là chiếc Audi A6 của Cung Minh và Cổ Bồi Nguyên. Bởi vì biết Cung Minh và Cổ Bồi Nguyên đến nay cho nên mấy người Trương Phong và Tôn Tường Vân liền đứng ở dưới lầu nghênh đón. Rất nhanh đoàn xe đã dừng lại, tên phó đoàn trưởng kia muốn trước kia xuống mở cửa xe cho Cung Minh nhưng thấy phía trước là Tôn Tường Vân thì hắn liền bỏ qua, mà là trực tiếp xuống xe rồi cúi đầu chào Tôn Tường Vân. Cùng lúc đó, cảnh vệ viên của Cung Minh đã mở cửa xe, Cung Minh liền xuống xe, hắn lại không đi tới chỗ của Tôn Tường Vân mà là đi ra chiếc Audi A6 phía sau. Tuy rằng hắn không biết tại sao Tôn Tường Vân đến đây, nhưng mà ở hắn xem ra nhiệm vụ quan trọng trước mắt chính là làm lửa giận của Cổ Bồi Nguyên lắng xuống, chỉ cần Cổ Bồi Nguyên không phát hỏa thì chuyện còn lại cũng dễ dàng xử lý. Cuối cùng trong chiếc Audi A6 kia, mắt thấy xe đã dừng lại thì Cổ Bồi Nguyên không đợi lái xe mở cửa mà liền trực tiếp xuống xe. Cổ hiệu trưởng, Cung Minh thấy vẻ mặt Cổ Bồi Nguyên nổi giận đùng đùng xuống xe thì liền cười đón. Cổ Bồi Nguyên không để ý đến Cung Minh mà là sắc mặt tỏ ra tức giận thoáng nhìn Tôn Tường Vân, sau đó hướng Bùi Đông Lai nói. Đông Lai, đi. Dạ. Mắt thấy Cổ Bồi Nguyên còn giận dữ hơn khi ở chân núi Vân Sơn thì Cung Minh lại còn lo lắng thêm, sau đó nhíu mày liếc nhìn Tôn Tường Vân một cái, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt của Cổ Bồi Nguyên nhìn về phía Tôn Tường Vân vô cùng không tốt, đồng dạng chẳng biết tại sao ánh mắt của Tôn Tường Vân lại giống như dao nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Ngay cả Cung Minh cũng nhận ra thì huống hồ là Bùi Đông Lai. Cảm nhận được vẻ sát ý và tức giận từ trong đôi mắt của Tôn Tường Vân, Bùi Đông Lai cũng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng đi sau Cổ Bồi Nguyên. Rất nhanh, Cổ Bồi Nguyên nổi giận đùng đùng hướng Tôn Tường Vân đi tới. Thấy một màn như vậy, Tôn Tường Vân cũng không có đi lên chào đón mà là đứng yên tại chỗ. Phát hiện này làm cho Cung Minh vô cùng nghi hoặc, trực giác nói cho hắn biết. Chuyện xế chiều hôm nay có quan hệ với Tôn Tường Vân bất quá hắn cũng không mở miệng nói ra. Tôn Tường Vân, sự tình hôm nay ông hãy cho ta một lời giải thích thỏa đáng nếu không ta sẽ không để yên cho ông. Chưa đến trước mặt Tôn Tường Vân thì Cổ Bồi Nguyên đã không nhịn được mà mở miệng, cơn tức rất lớn. Nghe được Cổ Bồi Nguyên nói như vậy, đôi mắt của Tôn Tường Vân liền nhìn vào Cổ Bồi Nguyên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cổ hiệu trưởng, có một số việc nếu truyền ra bên ngoài thì đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt, cho nên, có muốn nói gì thì chúng ta vào nhà nói. Hắc, Tôn Tường Vân, ông cũng biết chú ý đến thể diện sao? Cổ Bồi Nguyên cũng không khách khí, hiển nhiên là Cổ Bồi Nguyên đã vô cùng tức giận rồi. Trong lòng Tôn Tường Vân cũng vốn đang nín giận, mắt thấy Cổ Bồi Nguyên ăn nói lỗ mãng thì cũng không nhịn được mà nói. Cổ hiệu trưởng, ta biết bởi vì chuyện chiều hôm nay mà ông tức giận. Nhưng mà ông có biết sinh viên chết kia là ai không? Đương nhiên là ta biết, đó là tên nhi tử không có tiền đồ của ông. Cổ Bồi Nguyên vẫn như cũ, sắc mặt vẫn âm trầm. Bá! Nghe được Cổ Bồi Nguyên nói như vậy thì không riêng gì Cung Minh mà tất cả mọi người, trong nháy mắt sắc mặt liền biến đổi. Cung Minh vốn cho rằng, chuyện này chỉ cần đòi lại công bằng cho Cổ Bồi Nguyên là mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp nhưng mà sự việc hôm nay đã trở nên cực kỳ khó giải quyết. Hiểu được điểm này thì hắn cũng rất tò mò, nếu Cổ Bồi Nguyên biết người chết là con của Tôn Tường Vân thì tại vì sao lại phát hỏa đối với Tôn Tường Vân? Cổ hiệu trưởng, xem ra thì ông cảm thấy con trai ta chết là một việc bình thường. Thấy Cổ Bồi Nguyên nói ra tin tức mà giọng nói của hắn vô cùng hờ hững thì vẻ mặt của Tôn Tường Vân liền lạnh xuống. Nhi tử của ông vì một chút mâu thuẫn nho nhỏ với Bùi Đông Lai mà liền kéo theo đám binh lính, cố gắng muốn giết chết Bùi Đông Lai. Ông nói thằng con của ông có đáng chết hay không? Xôn xao. Cổ Bồi Nguyên vừa nói xong, Cung Minh và đám người còn lại không biết rõ tình hình liền hoàn toàn sợ ngây người. Bá. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về Trương Phong đứng ở phía sau Tôn Tường Vân.
Đối mắt với ánh mắt của nhiều như vậy thì mặc dù trong lòng Tôn Tường Vân có chút sợ hãi nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra trên mặt, hắn bước lên trên một bước nói. Cổ hiệu trưởng, ta không biết là ngài từ nơi nào nghe được tin tức này nhưng mà căn cứ theo tin tức ta nhận được, sinh viên ở phía sau ngài bởi vì hắn và Tôn Vệ Đông có chút mâu thuẫn nên hắn đã nhân cơ hội lần này ra tay làm bị thương Tôn Vệ Đông, người của ta đi tìm Tôn Vệ Đông kết quả là thấy Tôn Vệ Đông bị cường đạo hạ độc thủ. Sớm đã biết được đám người Tôn Tường Vân này sẽ đổi trắng thay đen, nhưng mà lúc này nghe được những lời nói của Trương Phong thì trong lòng của Bùi Đông Lai vẫn xuất hiện một cơn tức giận. Bùi Đông Lai cũng không có biểu hiện ra trên mặt càng không nói một lời nào, hắn biết rõ, lấy cục diện trước mặt, thân phận hắn chỉ là một tên sinh viên bình thường, lời nói của hắn chẳng khác gì dám thối, cho dù có nói ra cũng sẽ không có ai để ý. Rất nhanh, Bùi Đông Lai liền bình tĩnh trở lại. Hắn nghĩ đến lời hứa hẹn của Trần Anh cho nên đã dùng một loại ánh mắt hài nhước nhìn về Tôn Tường Vân và Trương Phong, cảm giác kia như muốn nói, bản thân ca muốn nhìn hai chú có thể mạnh miệng được bao lâu. Cổ hiệu trưởng, Tường Vân, xem ra giữa hai người có hiểu lầm rồi. Mắt thấy Cổ Bồi Nguyên và Tôn Tường Vân sắp phung đao bạt kiếm thì Cung Minh biết rõ chuyện này đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, lập tức dàn xếp. Có chuyện gì thì sau khi vào nhà rồi nói. Đờ, ư, ợ. C. Cổ Bồi Nguyên tuy rằng rất nóng giận nhưng cũng biết đứng đây nói chuyện cũng không thể giải quyết được vấn đề vì thế liền nghiến răng, nghiến lợi lên tiếng. Tôn Tường Vân nhìn thấy ánh mắt hài hước của Bùi Đông Lai thì thiếu chút nữa tức giận mà bể phổ, nhưng nghe Cổ Bồi Nguyên nói như vậy thì hắn cũng không dám làm gì, ánh mắt giống như độc xà nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, sau đó hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đoàn người đi vào KTX. Mấy phút sau, đoàn người đã đi vào phòng hội nghị trong KTX. Tuy rằng Tôn Tường Vân hận không thể một phát bắn chết Bùi Đông Lai, nhưng mà hắn là người đã trải qua sóng to gió lớn cho nên vẫn còn giữ được tỉnh táo. Trương đội trưởng, ông vừa nói ở tại khu huấn luyện quân sự Bùi Đông Lai đã thương Tôn Vệ Đông sao? Là ai nhìn thấy? Sau khi vào phòng, Cổ Bồi Nguyên liền mở miệng chất vấn. Cổ hiệu trưởng, lúc nãy ta đã nói rất rõ ràng là hắn âm thầm đã thương Vệ Đông, đây chính là tin tức do thủ hạ của ta báo lên. Sắc mặt Trương Phong không hề thay đổi. Lúc ấy, toàn bộ sinh viên đều đã hoàn thành xong bài huấn luyện của mình, thủ hạ ta không thấy Vệ Đông thì liền mang theo Bùi Đông Lai đi kiếm Vệ Đông nhưng ai ngờ được, nửa đường hắn lại chạy trốn, mà sau khi thủ hạ ta tìm được Vệ Đông thì phát hiện Vệ Đông đang bị thương, thì ra là Bùi Đông Lai đã âm thầm xuống tay. Mà việc làm của hắn đã làm cho 9 tên thủ hạ của ta cùng với Vệ Đông đã chết trong tay của bọn đạo tặc. Nói tới đây, vẻ mặt Trương Phong tức giận, nói. Cổ hiệu trưởng, ngài thân là hiệu trưởng, đã không vì cái chết của sinh viên mà cảm thấy khó chịu thì thôi, thế nhưng ngài lại chạy tới đây gây chuyện, kêu chúng ta giải thích. Ta xem, hơn phân nửa là ngài đã bị hắn lừa dối rồi. Ăn nói sằng bậy. Cổ Bồi Nguyên tin Bùi Đông Lai sẽ không lừa hắn, nghe được Trương Phong nói như vậy thì lập tức quát lớn một tiếng. Cổ hiệu trưởng, tuy rằng ta không biết vì sao ngài phải bảo vệ Bùi Đông Lai. Nhưng mà ta xin ngài hãy hảo hảo suy nghĩ lại, nếu như con của ta cùng với đám binh lính liên hợp lại để sát hại hắn thì như vậy vì cái gì mà toàn bộ binh lính và nhi tử ta chết, mà hắn vẫn còn sống tốt như thế. Tôn Tường Vân lại mở miệng, giọng nói của hắn giống như là đến từ 9 tầng địa ngục, làm cho người khác có cảm giác không rét mà run. Cổ hiệu trưởng, cá nhân ta cho rằng đám binh lính của ta sẽ không làm ra chuyện như vậy, còn vấn đề lúc nãy thì ngài hãy hỏi hắn đi. Nghe Tôn Tường Vân nói như thế, Cung Minh cũng hiểu được việc Bùi Đông Lai nói Tôn Vệ Đông liên hợp với đám binh lính sát hại hắn cũng khó tin được, dù sao thì hiện giờ chỉ còn một mình Bùi Đông Lai sống sót. Bá! Tiếng nói của Cung Minh vừa dứt thì toàn bộ mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Ta bị tên giáo quan kia dẫn vào trong rừng, Tôn Vệ Đông mang theo 8 tên lính đứng sẵn nơi đó cho ta. Tôn Vệ Đông thấy ta thì hắn muốn làm cho ta một phen nhục nhã. Sau đó hắn liền nổ súng bắn, bắt đắc dĩ lắm ta mới đành lăn xuống phía dưới. Bùi Đông Lai nói tới đây thì liền dừng lại một chút, ánh mắt liếc nhìn Trương Phong và Tê Tê Ôn Tường Vân một chút, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước tuy nhiên trong đó đã lộ ra vài phần hàn ý. Kỳ thật thì trong lòng hai người lại càng rõ ràng hơn ta, chỉ vì ta là một tên sinh viên nghèo, không quyền không thế, các ngươi có thể tùy ý gạt bỏ sự thật, đem đen nói thành trắng, đem trắng nói thành đen, đúng không? Ba, nghe Bùi Đông Lai nói như vậy, một người vốn nhẫn nại như Tôn Tường Vân cũng đột nhiên giận dữ, nói.
tiểu tử, không cần phải cố gắng ngụy biện cũng không có ý nghĩa gì nữa. Bởi vì hành động của ngươi đã làm chết 10 người, ngươi cứ chờ đó, chúng ta chuẩn bị đưa người lên toàn án quân sự. Cốc, cốc, lời Tôn Tường Vân vừa dứt thì cửa phòng họp đã bị người gõ lên. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cửa. Vào đi. Không đợi Cung Minh đang ngồi ghế chủ tọa mở miệng, Tôn Tường Vân liền quát lên một tiếng. Két. Nương theo tiếng vang nhỏ, cửa phòng họp liền bị đẩy ra, một liên trưởng phụ trách an toàn ban đêm của Đại học Đông Hải đứng trước cửa. Báo cáo, Hạ Y Na mang theo mấy người nữa muốn gặp đồng học Bùi Đông Lai của nàng, bị chúng tôi ngăn lại ở cửa ký túc xá nữ, nàng không nghe theo, giờ muốn gặp Trương đội trưởng. Chứng kiến Cung Minh cùng Tôn Tường Vân ở bên trong, tên liên trưởng kia có vẻ khẩn trương. Nghe hồi báo đó, Cung Minh không lên tiếng mà đưa ánh mắt hướng nhìn Tôn Tường Vân. Hiển nhiên Cung Minh biết Tôn Tường Vân đang rất khó chịu, nếu do mình tự chủ trương ra quyết định có ảnh hưởng, khó tránh khỏi đắc tội Tôn Tường Vân. Người báo cho nàng nói chúng ta đang tổ chức cuộc họp trọng yếu, nói nàng ta có việc gì thì sáng mai nói sau. Nếu trước kia nghe được lời này, Tôn Tường Vân sẽ vui vẻ thoải mái, hận không thể làm cho Tôn Vệ Đông đem người con gái này về làm dâu. Hiện giờ nghe đến cái tên Hạ Y Na này, chỉ khiến Tôn Tường Vân hận đến nghiến lợi nghiến răng, bởi vì, nếu không có nó Tôn Vệ Đông cũng sẽ không chết. Vâng, thưa ngài. Khoan đã. Tên liên trưởng kia nghe thấy thế liền vâng dạ rồi muốn đóng cửa rời đi. Cổ Bồi Nguyên trong phòng liền mở miệng. Các ngươi không phải vừa nói Đông Lai lén lút đả thương Tôn Vệ Đông sao? Vừa lúc có sinh viên muốn tới, như vậy chúng ta gặp mặt hỏi nàng một chút. Cổ hiệu trưởng, tuy ta không biết vì sao ông lại cứ một mực bảo hộ hắn, nhưng mà, sự tình không phải đã rất rõ ràng rồi hay sao? Giờ khắc này, Tôn Tường Vân thật rất muốn cùng Cổ Bồi Nguyên trở mặt, nhưng chút lý trí còn lại không cho hắn làm như vậy, mà trầm giọng nói. Ông đã muốn hỏi, vậy cũng tốt, chúng ta liền hai mặt một lời. Đem sinh viên Hạ Y Na đó đến đây. Cuối cùng, Tôn Tường Vân phải cải biến chủ ý. Vâng, thưa ngài. Tên liên trưởng kia lần nữa vâng mệnh rời khỏi. Khi tên đó rời đi, cả phòng họp liền nhất thời trầm mặc. Trong đó, lông mày của Cổ Bồi Nguyên nhíu chặt, tuy tin tưởng Bùi Đông Lai vô điều kiện, nhưng đối mặt với câu chất vấn của Tôn Tường Vân, hắn không thể lấy ra một căn cứ gì có giá trị để biện minh. Khi đó, hắn không thể giúp Bùi Đông Lai thoát nỗi oan này. Nếu Tôn Tường Vân quyết tâm đem Bùi Đông Lai lên tòa án quân sự. Thật khó nghĩ, nếu thế hắn chỉ còn cách lên Tử Cấm Thành tìm các lão đại ở trên đó mới có thể đòi lại công bằng mà thôi. Mà cả đời nay của Cổ Bồi Nguyên, chưa từng cầu xin ai việc gì, dưới tình hình này, hắn cũng bất chấp tất cả vì Bùi Đông Lai mà đi cầu người khác cũng được, nhưng hy vọng Hạ Y Na đến có thể cho hắn tìm được chứng cớ. Như vậy, Bùi Đông Lai không những không có việc gì, hắn còn muốn cho Tôn Tường Vân. Trương Phong phải trả giá thật nhiều. Thấy Cổ Bồi Nguyên nhíu mày, hàn ý trên mặt Tôn Tường Vân càng nhiều hơn, ánh mắt nhìn Bùi Đông Lai như nhìn một người chết thân là nhân vật thực quyền nhất cảnh bị khu. Một khi Bùi Đông Lai lên tòa án quân sự, lúc đó hắn sẽ có 100 biện pháp khiến Bùi Đông Lai phải chết đi sống lại. Mấy phút sau, cửa phòng họp bị đẩy ra, theo sự dẫn dắt của gã liên trưởng thì Hạ Y Na đi vào phòng họp. Bùi Đông Lai tiến vào phòng. Thấy toàn là người thì Hạ Y Na vốn ngẩn ra, sau đó thấy được Bùi Đông Lai, lông mày đang nhướn lên tìm kiếm liền buông xuống, sự lo lắng trong lòng cũng biến mất không thấy bóng dáng, vẻ mặt hưng phấn tươi cười. Nhìn bộ dáng hưng phấn đó của Hạ Y Na, Tôn Tường Vân thiếu chút nữa bị chọc tức ngất đi, nhưng vì lo ngại ông ngoại của Hạ Y Na, nên cố chịu tức giận mà không hề hé răng, nhưng trong lòng càng thêm quyết tâm đánh ngã Bùi Đông Lai. Cô là Hạ Y Na đồng học. Cổ Bồi Nguyên đứng lên nói, ta là hiệu trưởng Đại học Đông Hải Cổ Bồi Nguyên, ta muốn hỏi cô việc này, cô nhất định phải trả lời thành thật. Cổ hiệu trưởng, người khỏe. Hạ Y Na chẳng những biết Cố Bồi Nguyên, mà chính là nhân vật nàng cực kỳ sùng bái, bởi nguyên nhân này mà nàng ghi danh vào học đại học này. Lúc này nghe được lời nói của Cổ Bồi Nguyên, nàng tuy không biết sẽ bị hỏi gì nhưng trước tiên vẫn gật đầu nói. Ngài có vấn đề gì cứ hỏi đi. Căn cứ theo lời Trương đội trưởng, Đông Lai trong chuyến dã ngoại huấn luyện sinh tồn đã âm thầm đả thương Tôn Vệ Đông, có chuyện này hay không? Cổ Bồi Nguyên hỏi. Ách! Ngạc nhiên nghe câu hỏi đó từ Cổ Bồi Nguyên, nhận thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình, Hạ Y Na vốn ngẩn ra, liền vội vàng lắc đầu nói. Cổ hiệu trưởng,
ngài từ nơi nào nghe được tin đó? Bùi Đông Lai làm sao có thể đả thương Tôn Vệ Đông được chứ? Thật sự không có chuyện này sao? Cổ Bồi Nguyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi. Tuyệt đối không có. Hạ Y Na tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nàng đã ẩn ẩn cảm thấy có chuyện không ổn, lập tức nói. Khi chúng ta tập hợp lại, Tôn Vệ Đông không hiểu tại sao tụt lại, bởi vì Bùi Đông Lai là nhóm trưởng cho nên dựa theo quy định thì hắn phải vào núi tìm Tôn Vệ Đông. Hạ Y Na nói tới đây, đừng lại một chút, liền cau mày nói. Sở dĩ ta làm ồn đòi gặp Bùi Đông Lai như vậy, bởi ta biết Tôn Vệ Đông vẫn còn hiềm khích với Bùi Đông Lai, ta lo hắn mượn cơ hội trả thù Bùi Đông Lai. Các ngươi còn có lời gì để nói? Nghe xong mấy lời này, Cổ Bồi Nguyên lạnh lùng hỏi. Hạ Y Na đồng học, Vệ Đông bị tụt lại chính là do hắn âm thầm đả thương, mới tụt lại phía sau. Trương Phong lập tức chỉ vào Bùi Đông Lai nói. Ông nói hưu nói vượn. Hạ Y Na nhất thời phát hỏa. Bùi Đông Lai làm sao có thể làm bị thương Tôn Vệ Đông? Hạ Y Na đồng học, cô không chung tổ với hắn, làm sao ngươi biết hắn sẽ không làm? Mặc dù biết Hạ Y Na thân phận không bình thường, nhưng tới thời điểm này, Trương Phong cũng bất chấp, ngữ khí không khách khí. Có cha là Ngọc Thạch Đại Vương, ông là nhân vật số 1 của quân khu Vân Nam. Đối với bản thân Hạ Y Na nàng mà nói, có ít nhiều tính tình tiểu thư nhà giàu trong người, lúc này Trương Phong dùng ngữ khí vô sĩ nói nàng, nàng càng thêm không khách khí. Ông là óc heo à? Ta không biết, chẳng lẽ những người khác cũng không biết sao? Những người khác trong tổ Bùi Đông Lai đều có thể làm chứng. Lính của ta hồi báo hắn âm thầm đánh Vệ Đông, nếu đã cố ý đánh lén sau lưng thì làm sao để người khác thấy? Trương Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn thoáng qua Tôn Tường Vân. Thủ trưởng, đến giờ mọi chuyện đã dần rõ ràng rồi, ta không làm tròn bổn phận, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, khiến cho thảm kịch này phát sinh, cam nhận chịu phạt. Đồng thời, xin đề nghị đem người hại chết Vệ Đông cùng những người có liên quan giam giữ lại, giao cho tòa án quân sự xử lý. Ân, ngạc nhiên nghe được Tôn Vệ Đông đã chết, Hạ Y Na lập tức kinh ngạc há to miệng. Các ngươi dám? Còn Cổ Bồi Nguyên thì lại nổi giận, hắn thấy rõ, Trương Phong đây là tính áp đặt quân quyền. Cung chính ủy, tôi đồng ý kiến nghị của Trương Phong, còn ngài có ý kiến gì không? Tôn Tường Vân mở miệng hỏi Cung Minh, ít nhiều có chút ép buộc Cung Minh phải tỏ thái độ, dù sao cũng chỉ cần Cung Minh bày tỏ thái độ của mình, đây cũng không phải thái độ của riêng cá nhân hắn, mà là đại diện ý kiến cho cả cảnh bị khu, cho dù Cổ Bồi Nguyên có lòng muốn cứu Bùi Đông Lai cũng không thể. Dù sao, mệnh lệnh là ở quân binh, chờ Cổ Bồi Nguyên tìm lão đại hội báo việc này, rồi lão địa mới chuyển qua quân khu. Từ cấp trên ở quân khu đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài nữa. Đoạn thời gian đó, đủ để hắn đùa chết Bùi Đông Lai vạn lần. Tôn Tường Vân biết chắc việc này, cho dù như thế nào, cũng là như thế. Cung Minh tuy rằng bên đảng, nhưng khi làm việc chính, việc lớn thì lại bối rối. Ta cũng đồng ý. Tuy Cung Minh biết đắc tội Cổ Bồi Nguyên cũng là một chuyện không tốt, nhưng với tình hình trước mắt, so giữa hai người Cổ Bồi Nguyên cùng Tôn Tường Vân, hắn phải chọn lựa một bên. Người đâu, đem tiểu tử đó bắt lại cho ta. Mắt thấy Cung Minh tỏ thái độ, Tôn Tường Vân không nói lời vô ích, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Vâng, thủ trưởng. Nghe quân lệnh từ Tôn Tường Vân, Trương Phong liền nhận lấy, muốn tự mình bắt Bùi Đông Lai. Ngươi, các ngươi. Mắt thấy đám người Tôn Tường Vân ngang ngạnh, Cổ Bồi Nguyên tức giận cả người run rẩy không dứt. Mà Hạ Y Na từ trong nỗi khiếp sợ liền lấy lại tinh thần, chạy vài bước đến chắn trước Bùi Đông Lai. Các ngươi muốn làm gì? Đem cô ta đi ra ngoài. Mắt thấy Hạ Y Na muốn tham gia vào, Tôn Tường Vân hận không thể một cước đá ra ngoài, cuối cùng nén tức giận, liền hạ mệnh lệnh đối với một gã phó trưởng đoàn. Vâng, thủ trưởng. Tên phó đoàn trưởng này đang đứng gần Hạ Y Na, không nói hai lời, liền tiến lên đưa tay ra muốn giữ cánh tay Hạ Y Na. Chính là, có người so ra nhanh hơn hắn. Hô! Vang một tiếng, Bùi Đông Lai đứng im trầm mặc nãy giờ đột nhiên di động. Tay phải của hắn vung ra giống như ảo ảnh, chặn nắm ngay cổ tay tên đó, khiến tên phó đoàn trưởng đó không thể động đậy. Xôn xao! Bùi Đông Lai vừa ra tay, trong phòng hội nghị liền xôn xao một trận. Ngay cả Tôn Tường Vân, cùng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tựa hồ.
Bọn hắn đều không thể tin được Bùi Đông Lai dám ở trong phòng hội nghị ra tay, hơn nữa có thể thoải mái bắt lấy cổ tay tên phó đoàn trưởng kia. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên phó đoàn trưởng mắt thấy cổ tay mình bị nắm, quá mất mặt, lập tức quát giận một tiếng, vung quyền trái lên, nện xuống đầu Bùi Đông Lai. Cút! Bùi Đông Lai quát một tiếng, cầm lấy cổ tay đối phương rồi đột nhiên phát lực, dùng sức hẩy, trực tiếp đem tên phó đoàn trưởng kia đẩy đi ra. Bịch! Tên phó đoàn trưởng kia bởi vì vung quyền cho nên trọng tâm không vững, bị Bùi Đông Lai đẩy, bất ngờ không phòng ngự, thân mình trực tiếp bay ra ngoài 2-3 thước. Không được nhúc nhích, thấy Bùi Đông Lai dễ dàng đánh bay tên đó. Lính cảnh vệ bên cạnh Cung Minh, Tôn Tường Vân liền bảo hộ trước hai người, đồng thời rút súng nhắm ngay Bùi Đông Lai, cảnh báo Bùi Đông Lai nếu còn hành động thiếu suy nghĩ sẽ bị bắn. Đông Lai, không, không được manh động. Cổ Bồi Nguyên cũng bị Bùi Đông Lai hù sợ, đồng thời hắn cũng biết những cảnh vệ này vì bảo vệ Cung Minh hay Tôn Tường Vân có thể ra tay đánh người, trong trường hợp nguy cấp còn có thể nổ súng. Bùi Đông Lai cũng biết điểm này, cho nên hắn không có động thủ lần nữa, mà là hướng trợ lý của Cổ Bồi Nguyên là Trương Thụy nói. Trương Thúc, cho con mượn điện thoại. Tiểu tử, hôm nay cho dù mày gọi Thiên Vương lão tử nơi nào cũng vô dụng. Mắt thấy Bùi Đông Lai cố gắng nhờ trợ giúp, Tôn Tường Vân giống như độc xà nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai, ánh mắt ác độc. Mặt khác, chỉ bằng thực lực ngươi vừa rồi thể hiện ra, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, Vệ Đông bọn hắn rất có thể chết trên tay của ngươi. Trương đội trưởng, đem hắn bắt lại cho ta. Nói xong lời, Tôn Tường Vân giận quát một tiếng. Nếu hắn dám phản kháng, trực tiếp đánh gục. Dầm. Không đợi Trương Phong động thủ, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cửa phòng họp bị một cước đạp rớt trên mặt đất. Tôn Tường Vân, ta cho ngươi ông 10 lá gan, ông động đến hắn một chút thử xem. Người chưa tới, tiếng nói đã tới. Trần Anh Hiên ngang mạnh mẽ, thân ảnh tư thế oai hùng hiện ra trước mắt mọi người. Tôn Tường Vân, ta cho ông mượn 10 lá gan, ông dám động đến hắn không? Bên tai vang lên lời nói của Trần Anh, nhìn tư thế hiên ngang lẫm liệt của nữ nhân đó, cả phòng họp ngoại trừ Bùi Đông Lai tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này là ai? Cổ Bồi Nguyên cùng Hạ Y Na đều không biết người con gái này, trong lòng thầm hỏi đó là ai? Trong phòng họp lớn này cũng vậy, Trần Anh chẳng những một cước đá rơi cửa chính, hơn nữa với khí thế vô cùng cường thế kia, khiến cho bọn họ tò mò rốt cuộc Trần Anh là thần thánh phương nào. Vừa tò mò nhìn ta, Cổ Bồi Nguyên và Hạ Y Na lại quay sang nhìn Tôn Tường Vân, nhưng trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, những người xung quanh đi theo Cung Minh, Tôn Tường Vân hay những quân nhân đến từ Tổng Bộ Quân khu Đông Hải đều nhìn hướng về Tôn Tường Vân, bọn họ muốn xem Tôn Tường Vân sẽ có phản ứng gì. Trương Phong thì không. Đối với hắn mà nói, đêm nay hắn đang đánh cuộc với hết thảy mọi việc. Mà giờ khắc này, chẳng những hắn đã lựa chọn thái độ, hơn nữa còn tung ra con bài chưa lật, mắt thấy sắp thắng, tự dưng có người xông tới phá hư ván bài, hắn nhất thời bực tức. Nơi này là doanh trại quân đoàn XX, cảnh sát các người sao có thể tùy tiện xâm nhập. Bởi có lẽ quá lo lắng, Trương Phong thậm chí không có thấy Tôn Tường Vân đang kinh hoàng nhìn, mà trực tiếp hướng Trần Anh đang mặc đồ cảnh sát lớn tiếng chất vấn. Không trả lời. Trần Anh biến mất. Liền biến mất trước mặt tất cả mọi người. Giống như, nàng ta chưa hề xuất hiện nơi này, vừa rồi cái mọi người thấy đều là ảo giác. Thật ảo giác sao? Ngoại trừ Bùi Đông Lai, tất cả mọi người đều trợn mắt há miệng. Trần Anh giống như U Linh hiện ra trước mặt Trương Phong, trực tiếp thẳng tay vung ra một cái tát. Bốp! Một tiếng thanh thúy liền vang lên. Mới vừa hô to gọi nhỏ, Trương Phong liền bị bắn qua bên, giống một quả bóng chảy, bay thật nhanh, đụng ra vách tường phía sau. Mũi miệng đầy máu không nói, nửa bên mặt sụm vào trong, xương cốt xuyên khỏi da thịt, vệt máu bay trên không trung, thê thảm đến cực điểm. Dầm! Ngay sau đó, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, thân mình Trương Phong hung hăng đập vào vách tường phía sau, ầm ầm ngã xuống. Cuộn tròn trên mặt đất như một con chó, run rẩy không dứt. Sau đó, đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ách! Chứng kiến Trương Phong bị Trần Anh tát một cái liền hôn mê, những binh lính kia sôi nổi lộ ra một biểu tình kỳ lạ, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Nhưng mà, không chờ bọn họ nghĩ nhiều, lời nói tiếp theo của Trần Anh khiến bọn họ muốn ngất đi. Tôn Tường Vân, ông có phải hay không cảm thấy trên vai đang mang nhiều sao như thế? Nên muốn làm gì thì làm ao.
Trong phòng hội nghị im lặng, Trần Anh trên mặt tức giận nhìn chằm chằm Tôn Tường Vân, gằn từng tiếng hỏi. Từ đó tới giờ, ông đem quân khu Đông Hải trở thành vườn hoa sau nhà của ông phải không, liền muốn thế nào thì được thế đó. Ách! Vô luận là SS đoàn hay thành viên tổng bộ quân khu đi theo Cung Minh, Tôn Tường Vân đều một đám há to miệng, đờ người ra. Mà mấy người cảnh vệ đang đứng gần Cung Minh, Tôn Tường Vân muốn đưa súng ra đe dọa, nghe những lời đó, thiếu chút nữa ngả ngửa ra đặt mông ngồi lên mặt đất. Tuy bọn hắn không biết Trần Anh là ai nhưng chính mắt thấy Trần Anh xử sự với Tôn Tường Vân như phụ mẫu đang giáo huấn con cái, mà kỳ quái Tôn Tường Vân im lặng đến một cái giấm cũng không dám phóng một cái. Bọn hắn có vạn lý do tin tưởng, Trần Anh không phải là người mà bọn hắn có thể đắc tội. Những người cảnh vệ đang cố hiểu được điểm này thì trái lại, Cung Minh cùng Tôn Tường Vân đang cố gắng mở to hai mắt. Giống như là, bọn hắn muốn thấy rõ ràng hơn nữa. Muốn biết người đứng cách bọn hắn không xa đó, có thật là Trần Anh hay không? Khi đã quá sức chịu đựng của con mắt thì hai người đều biết rõ rằng, tất cả chuyện này đều không phải ảo giác, người đứng phía trước đó đích thật là Trần Anh. Minh bạch điều này, trong lòng Tôn Tường Vân liền đâng lên một trận sóng gió lớn. Nguyên là, hắn chỉ nghĩ Bùi Đông Lai không quyền không thế chỉ là một sinh viên nghèo, mà giờ người không màn sự đời như cổ Bồi Nguyên cũng giúp hắn, đến cả Trần Anh cũng ra mặt thay cho hắn. Tôn Tường Vân cảm thấy thế giới trước mắt xong hết rồi. Không chỉ riêng Tôn Tường Vân, Cung Minh cũng cảm thấy tất cả chuyện này đúng là bất khả tư nghị. Không thể tin được. Vì biết rõ thân phận Trần Anh nên hắn thật sự không thể lý giải vì sao ta lại ra mặt giúp Bùi Đông Lai. Tương phản vì, hắn thấy là thế giới của Trần Anh cùng Bùi Đông Lai cách xa nhau 86.000 dặm. Tiểu Anh, cô. Trong lòng trầm mặc, Cung Minh liền mở miệng, thật hắn muốn biết rõ ràng chuyện này. Cung Minh, vừa rồi dường như ông cũng đã tỏ thái độ ủng hộ quyết định của Tôn Tường Vân phải không? Không đợi Cung Minh nói cho hết lời, Trần Anh lại một lần nữa mở miệng, giọng điệu thực nghiêm túc, nhưng mà ngữ khí không tốt. Ta, Cung Minh nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Anh, cô làm cái gì vậy? Thấy Cung Minh bị lúng túng, Tôn Tường Vân liền mở miệng, hắn tuy cũng bị Trần Anh xuất hiện làm cả kinh không nhẹ, hơn nữa hết sức kiêng kỵ Trần Anh. Nhưng hắn không tin, Trần Anh sẽ giúp Bùi Đông Lai, xuất đầu vì một học sinh nghèo, vì thế muốn hỏi cái khúc mắc này. Tôn Tường Vân, ông cho rằng ta đang làm gì? Trần Anh cười lạnh hỏi ngược lại. Lộp bộp, thấy vẻ tươi cười của Trần Anh nhưng trong đó lại mang nét tức giận cùng hàn ý. Tuy hắn không tin rằng Trần Anh đến đây vì Bùi Đông Lai, nhưng từ nãy tới giờ đều như thế, có lẽ có thể đúng là như thế thật. Nghĩ được điều này. Tôn Tường Vân nhất thời trong lòng có chút sợ hãi. Hắn xem lúc đầu, cổ Bồi Nguyên tuy thanh danh hiển hách, hơn nữa quen biết các lão đại ở đỉnh cao tầng quyền lực, nhưng núi cao xa hoàng đế, cổ Bồi Nguyên muốn nhúng tay ngăn cản chuyện này thì phải cần xét lại. Nhưng mà, đối với Trần Anh thì bất đồng. Bởi vì Trần Anh là cháu gái của người đứng đầu quân khu NJ. Mà quân khu Đông Hải là đơn vị lệ thuộc trực tiếp quân khu NJ. Còn một chuyện không tính là bí mật đối với Tôn Tường Vân, Trần Anh từng là một thành viên Long Nha, hơn nữa là đồ đệ của nhân vật khủng bố trong truyền thuyết kia. Với hai thân phận đó, không chỉ đối với Tôn Tường Vân, cho dù là người đứng đầu quân khu Đông Hải gặp Trần Anh cũng phải khách khí thu liễm. Huống chi, Tôn Tường Vân còn nghe đại khái, bởi vì chuyện Tiêu Đại Thiếu chết trẻ, tính cách cùng tính tình Trần Anh xảy ra chuyển biến cực lớn, thập phần ghét ác như cừu. Bây giờ dưới tình hình này, nếu để cho Trần Anh biết chân tướng sự tình. Tôn Tường Vân không dám nghĩ tới, đành buộc mình trưng ra một vẻ mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu Anh, có cùng hắn, quen biết sao? Vừa nói Tôn Tường Vân vừa chỉ Bùi Đông Lai. Giờ khắc này, trong ánh mắt của hắn không còn sát ý, chỉ có chút khiếp sợ vừa với mạnh mẽ xuất hiện. Chẳng lẽ ta nói không quen, ông sẽ đem cậu ta lên tòa án quân sự sao? Trần Anh hỏi một đằng trả lời một nẻo, không ai biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Tiểu Anh, ta nghĩ trong chuyện này có thể có chút hiểu lầm, hiểu lầm. Lúc này Tôn Tường Vân không muốn chút lửa giận cái chết con mình lên Bùi Đông Lai nữa, điều hắn muốn nhất bây giờ là nói làm sao để sát thần Trần Anh này cất bước rời đi, đừng có quan tâm gì đến đống lộn xộn này. Lúc này, Trần Anh lại không tiếp tục cùng Tôn Tường Vân nói lời vô nghĩa, mà bước đi về phía Bùi Đông Lai. Bộp, khác hẳn việc ra tay trong yên ắng mới nãy, giờ mỗi bước đi của Trần Anh trầm ổn mạnh mẽ,
tựa hồ như trải qua đo lường đặc biệt, khoảng cách mỗi sải bằng nhau như đúc. Chứng kiến tư thế hiên ngang mạnh mẽ đó, nhớ hành động vừa rồi của Trần Anh không ai bì nổi, Hạ Y Na mở to hai mắt nhìn, trong lòng ngập tràn tò mò, nàng rất tò mò Trần Anh là thần thánh phương nào. Nhưng mà càng hiếu kỳ hơn là, người nhìn rất nghiêu bức không ai bì nổi đó lại óc thể quen biết Bùi Đông Lai sao. Bùi Đông Lai trong lòng cũng có chút chấn kinh. Chấn kinh không phải vì thái độ ngông cuồng của Trần Anh, trái ngược, thái độ đó trong núi hắn đã nhìn thấy qua. Hắn sở dĩ khiếp sợ là thân thủ khủng bố của Trần Anh. Mới vừa rồi ra tay đánh gần sát mặt Trương Phong, cơ hồ không phát ra bất kỳ thanh âm gì, rồi đột nhiên bùng nổ lực lượng, cùng với lực khống chế tỉ mỉ làm cho hắn tự thẹn không làm được. Đông Lai, hắn nựa vào cái gì muốn đưa cậu lên tòa án quân sự? Sau khi Hạ Y Na đến một lúc thì Trần Anh mới tới phòng hội nghị này, nàng cũng không biết Tôn Tường Vân muốn lợi dụng bạo quyền mà gạt bỏ lý do của Bùi Đông Lai, chỉ thấy Tôn Tường Vân đang muốn làm như vậy. Tôn Tường Vân nói Bùi Đông Lai ở trại huấn luyện quân sự dã ngoại đã âm thầm đánh nhi tử hắn cùng 9 binh sĩ, cuối cùng bọn họ tổn thương quá nặng mà chết, quy tội giết người. Không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, qua cơn khiếp sợ liền lấy lại tinh thần, Cố Bồi Nguyên vẻ mặt tức giận nói. Đây quả thực là nói hưu nói vượn. Bá! Ngạc nhiên nghe được lời đó của Cố Bồi Nguyên, Trần Anh biến sắc, một cỗ nội ý đáng sợ lấy thân của nàng làm trung tâm mà hướng tới bốn hướng phòng họp. Tôn Tường Vân, ông thật biết ngậm máu phun người quá mà. Tức giận ngoài mặt, nhưng Trần Anh cũng không có động thủ với Tôn Tường Vân, mà cứ lạnh lùng nhìn chăm chăm Tôn Tường Vân. Tiểu Anh, chuyện này có thật. Thấy sự tức giận đó, Tôn Tường Vân hoảng sợ, nhưng mà, y vẫn cứ cho rằng Trần Anh cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, một mực chắc chắn điểm này. Sợ là ông vì che giấu nội tình thối nát bên trong, mà muốn sát nhân diệt khẩu a. Trần Anh nói xong, thanh âm hoàn toàn lạnh xuống. Giết người diệt khẩu. Bên tai vang lên bốn chữ này, Tôn Tường Vân sợ tới mức mặt không có chút máu. Cô chẳng những xông vào quân doanh, hơn nữa còn trực tiếp đánh ta bị thương. Lúc này đây, không đợi Tôn Tường Vân mở miệng, Trương Phong mới bị cái tát đã đứng dậy, hai mắt phun lửa nói. Cô luôn nói Tôn thủ trưởng muốn làm gì thì làm, đem nơi này thành hậu hoa viên, ta xem cô mới là người như thế đó. Dưới ánh đèn, trên mặt Trương Phong vết máu chưa khô, cùng với xương má đang lộ ra ngoài, biểu tình dữ dội chất vấn Trần Anh, lúc này hắn giống lệ quỷ đến từ địa ngục, u ám hết sức. Ta mặc kệ cô là con cháu của nhân vật lớn nào, nếu ngươi không cho ta một cô giải thích hợp lý, cho dù phải chết, ta cũng sẽ đem việc này làm ồn ào lên, khiến mọi người phải biết. Với Trương Phong mà nói, mới nãy hắn đã bất chấp một lần rồi, lúc này tuy rằng đoán được thân phận Trần Anh không bình thường, thế nhưng hắn lại không giống Tôn Tường Vân cùng Cung Minh nhìn trước nhìn sau như vậy. Bởi vì hắn biết, hắn đã đi vào tuyệt lộ rồi, cho dù quay đầu lại cũng không thoát. Bá! Ngạc nhiên nghe được lời đó, sắc mặt hai người CM cùng Tôn Tường Vân đều biến sắc, khi bọn hắn xem ra, Trương Phong quả thực lão thử thiểm mưu thật muốn chết mà. Chuột ra ghẹo mèo, đúng không ta, Việt Nam mình có câu không tự lượng sức. Bằng, mặt cười. Bất quá, theo ý mà nói. Tôn Tường Vân quả thực rất khó chịu với hành vi của Trần Anh, chính là giận mà không dám nói ra. Đối với lần này, mắt thấy Trương Phong trở thành vật hy sinh, hắn chẳng những không ngăn cản, tương phản thật muốn biết, người ghét ác như cừu Trần Anh tại sao dưới tình huống không phân trắng đen, đã vung tay đánh. Hắn xem ra, ngay cả thân phận Trần Anh không giống bình thường, chính là nếu như không có một cái lý do thích hợp, như vậy sau này, coi như hắn không động Bùi Đông Lai, tự thân cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Ông đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ông. Đối mặt Trương Phong chất vấn bất cứ giá nào, thanh âm của Trần Anh khiến mọi người yêu thích. Lời nói vừa dứt, Trần Anh từ trong túi liền lấy ra một cái di động. Điện thoại Nokia kiểu rất cũ kỹ. Qua tử mua. Ngoại trừ Bùi Đông Lai, những người khác nghe được câu nói của Trần Anh ông đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn cho ông. Đều nghĩ đến việc Trần Anh sẽ như mới nãy, sẽ vung tay đánh. Lúc này, mắt thấy Trần Anh không có động thủ mà lấy từ trong túi ra một chiếc di động Nokia kiểu cũ, phòng hội nghị liền yên tĩnh trở lại, nhóm người Tôn Tường Vân ngạc nhiên ngơ ngác nhìn. Nàng ta lại muốn làm gì nữa đây? Bên ngoài thì sửng sốt, trong lòng lại thầm hỏi. Riêng Bùi Đông Lai lại không vậy. Bởi vì, di động đó là của hắn do Qua Tử mua cho, mà việc Trần Anh lấy ra thế này là bởi do hắn cùng Trần Anh thương lượng từ trước.
Ngay sau đó, trong phòng khi mà mọi người đang dò xét từng cử chỉ nhỏ của Trần Anh thì nàng mặt không biểu tình mở một đoạn ghi âm. Hắc, tiểu tạp chủng, vốn ta nghĩ bắt được ngươi phải tốn chút công phu, không ngờ mày không an phận mà tự đẫn xác tới đây. Ghi âm mở ra, giọng nói của Tôn Vệ Đông đang đắc ý nhất thời vang to truyền vào tai mỗi người. Bá, Tôn Tường Vân lắng nghe một chút âm thanh từ điện thoại phát ra liền sững người, giọng nói đó đích thật là của Tôn Vệ Đông. Bên kia, cho dù hồ đồ cỡ nào Trương Phong cũng nghe ra giọng nói đó của ai, khi đó mắt mũi đang nóng đỏ liền tròn xoe ngơ ngẩn. Sau đó, không đợi Tôn Tường Vân cùng Trương Phong định thần lại, giọng nói Tôn Vệ Đông lại vang lên. Tiểu tạp chủng, tao thật sự rất tò mò, tới hiện tại, mày dựa vào cái gì có thể bảo trì bình tĩnh như thế? Ai u, người xem trí nhớ ta đây, thiếu chút nữa đã quên rồi Hạ Y Na đã nói với tao, mày chẳng những cùng Liễu Nguyệt quan hệ không tầm thường, lại cùng có quan hệ với Quý Hồng. Ân, nói vậy, mày dựa vào chính là Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng a. Tiểu tạp chủng, tao cho mày biết, bầu trời này không phải chỉ có Liễu Nguyệt hay Quế Hồng, lão tử hôm nay chính là trời, mạng của mày, ta đã lấy. Nghe được nhưng lời đó có nhắc tới mình, vẻ mặt Hạ Y Na kinh ngạc rồi nháy mắt nhớ tới điều gì, kìm lòng không được liền la lớn. Đây là giọng nói của Tôn Vệ Đông. Bá! Nương theo câu buộc miệng của Hạ Y Na, mọi người đều hiểu ra. Không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Tường Vân. Dưới ánh đèn, trên mặt Tôn Tường Vân giờ không còn tìm được vẻ tức giận, thay vào đó là sự sợ hãi. Phần sợ hãi này so với mới sự nỗi lo lắng Trần Anh ra mặt thay cho Bùi Đông Lai chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì, hắn dùng ngón chân cũng nghĩ được, đoạn ghi âm này xuất hiện thì có ảnh hưởng như thế nào. Chẳng những việc hắn dùng quân quyền để xử ép Bùi Đông Lai bị khui ra, mà đời này hắn cũng có thể bị hủy. Hô, hô, thấy mọi cặp mắt đều chằm chằm nhìn mình, hơi thở Tôn Tường Vân trở nên dồn đập, sắc mặt một mảnh trắng bệt, thân thể giống như bị trúng phong vậy. Không tự chủ run run lên. Bịch. Mà phía bên kia, Trương Phong bị dọa hồn phi phách tán, thân mình lay động, ngã đưa đầu xuống đất, lại tiếp tục hôn mê. Đối với Trương Phong mà nói, sở dĩ đã đoán được thân phận Trần Anh không bình thường, mà còn dám liều mạng hô to gọi nhỏ với nàng, căn bản là do hắn tin là Bùi Đông Lai đang ở thế yếu, còn chính hắn với Tôn Tường Vân đang nắm cái lý, nắm cái chuôi nên cứ ngông nghênh như thế. Mà đoạn ghi âm này xuất hiện, chẳng những khiến hắn có cảm giác hỏng rồi, giống như là hắn rơi vào hố phân, sau này, cho dù hắn có nhảy xuống hoàng hà sợ rằng cũng không có cách nào rửa sạch được. Lấy súng ra. Các ngươi thật muốn làm thế. Ha ha, như thế nào, mày sợ sao, tiểu tạp chủng? Không phải lúc nào mày cũng tỏ ra nghiêu bức sao? Sao giờ mày lại sợ? Nói thật, Bùi Đông Lai, tao thật không nỡ liền trực tiếp xử lý mày, nhưng vì che giấu chân tướng. Ta chỉ có thể nhịn đau mà làm như vậy thôi. Hai tử, đừng sợ, ta chỉ nhẹ nhàng động cò súng mà thôi, ân, rất nhanh, bóp cò, mày liền đi. Vĩnh biệt, hài tử. Trong phòng hội nghị im lặng, lời nói Tôn Vệ Đông đắc ý càng không ngừng vang lên, liền giống như nguyền rủa, làm cho trong phòng hội nghị đại đa số người có dũng khí cũng có cảm giác sợ hãi. Bằng, bịch, hai tiếng trầm đục lần lượt truyền ra. Tiếng thứ nhất phát ra từ chiếc di rộng cũ kỹ đó, đó là tiếng súng của Tôn Vệ Đông, chính xác hơn là thanh âm tiếng đạn bay ra từ nòng súng. Tiếng thứ hai xuất phát từ phòng họp, Tôn Tường Vân ngã quỵ đầu ra sau, là thanh âm của gáy hắn đập vào cạnh bàn làm việc. Hô, hô, trong phút chốc, phòng họp lại yên tĩnh, mới vừa còn không ai bì nổi, Tôn Tường Vân giờ như là một con chó chết thông thường sụi lơ trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Mồ hôi lạnh giống như nước chảy trên mặt của hắn chảy xuống, hoàn toàn tẩm ướt y phục của hắn. Tôn Tường Vân, ông thật đúng là âm hiểm ác độc a. Cổ Bồi Nguyên lại một lần nữa mở miệng, ngữ khí càng thêm phẫn nộ. Vì nhi tử cùng Bùi Đông Lai có chút xích mích nhỏ, ông chẳng những chỉ thị Trương Phong phái binh lính XX đoàn hiệp trợ ngươi để giết chết Bùi Đông Lai, sự tình này không thành, ông lại muốn dùng quân quyền cường hành đem Bùi Đông Lai lên tòa án quân sự. Đạt mục đích giết người diệt khẩu mới thôi, hoàn toàn che giấu nhưng hành động xấu xa đó. Lòng của ông cũng thật quá đen tối đó. Tôn Tường Vân, ông quả thực quá âm hiểm, không biết xấu hổ. Hạ Y Na cũng nâng một vẻ mặt phẫn nộ. Ta, đối mặt với chỉ trích của Cổ Bồi Nguyên và Hạ Y Na, Tôn Tường Vân theo bản năng muốn há miệng nói,
muốn nói hắn không có trao quyền cho Trương Phong giúp Tôn Vệ Đông chuyện giết người diệt khẩu. Chẳng qua, hắn nói ra một cái ta tự sau, liền rốt cuộc nói không được nữa. Hiển nhiên, hắn cũng biết là đến bây giờ, hắn đã mang vết nhơ đó rồi, cho dù hắn có giải thích như thế nào thì cũng vô ích mà thôi. Tiểu anh, ta cũng không biết chân tướng sự việc là như thế, U Mê tin tưởng Tôn Tường Vân, là ta không đúng, trở về nhất định ta sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Coi như Tôn Tường Vân mất đi dũng khí biện hộ cho mình, Cung Minh liền mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần khủng hoảng, nhìn về phía Trần Anh với ánh mắt tràn đầy vị cầu khẩn. Hiển nhiên hắn biết rõ, chân tướng sự việc đã muốn lộ hết ra rồi, kết cục cuối của Tôn Tường Vân cùng Trương Phong hắn là bi kịch, mà hắn vừa rồi tỏ thái độ ủng hộ hành động của hai người họ, rất có thể hắn cũng bị cuốn vào vòng xoáy này. Hắn biết rõ, một khi cuốn vào, mũ trên đầu có thể giữ, nhưng con đường quan lộ xem như ngừng lại. Đó là điều hắn không muốn đối mặt. Cho nên, hắn đem toàn bộ ký thác lên Trần Anh, cầu mong Trần Anh không truy vấn trách nhiệm của hắn. Thủ trưởng, chúng ta cũng không biết rõ chuyện này, Trương Phong luôn gạt chúng tôi, khiến chúng tôi không biết chân tướng thật. Cung Minh mới mở miệng, XX đoàn Z hủy liền ý thức được, vội mở miệng, trực tiếp xưng Trần Anh là thủ trưởng. Vâng đúng a. XX đoàn như gánh hát, liền phụ họa theo, bộ dạng than khóc. Tiểu Anh, xin cô yên tâm, sau khi ta trở về, nhất định đem chi tiết nội tình hồi báo, đồng thời đề nghị cấp trên, nghiêm túc xử lý hai tên bại hoại Tôn Tường Vân và Trương Phong. Mắt thấy có thể cầu xin tha thứ, Cung Minh trong lòng vừa động, nhanh chóng tỏ thái độ. Thủ trưởng, chúng tôi cũng sẽ liên danh gửi kiến nghị lên cấp trên, nhất định làm cho Tôn Tường Vân cùng Trương Phong hai tên bại hoại này bị trừng phạt. XX đoàn Z ủy cũng không cam chịu rớt lại phía sau, cho dù như thế nào bọn hắn cũng không muốn mình cùng một dính chung với Tôn Tường Vân cùng Trương Phong. Mà trên thực tế, vừa mới nãy, bọn hắn thật hận muốn đem Tôn Tường Vân đạp xuống gót giày mình. Cây đổ chim bay, tường đổ người chạy. Hai câu này thôi cũng đủ nói lên lòng người. Phốc, bên tai vang lên lời nói của đám người Cung Minh, nhìn ánh mắt giống như ăn tươi nuốt sống mình, Tôn Tường Vân liền giận dữ, đến mức liền hộc ra một ngụm máu đỏ tươi. Trần Anh, cô dựa vào cái gì chứng minh đó là giọng nói của nhi tử ta? Phun ra một ngụm máu tươi, Tôn Tường Vân tựa hồ cũng biết mình cách vực sâu chỉ có mấy bước, liền muốn vùng vẫy thoát chết. Mắt thấy Tôn Tường Vân muốn phản kháng, không đợi Trần Anh mở miệng, Cung Minh liền trưng vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên. Tôn Tường Vân, chuyện cho tới bây giờ, ông còn muốn ngụy biện che giấu sao? Ta cho ông biết, vô ích thôi. Ta đã gặp qua Tôn Vệ Đông, vừa rồi rõ ràng là giọng nói của hắn. Thủ trưởng, chúng tôi có thể chứng minh đó xác thật là giọng nói của Tôn Vệ Đông. Giờ khắc này, những thành viên XX đoàn theo tới đây liền nhao nhao nói. Ngươi, các ngươi, phốc, mắt thấy đám người Cung Minh thời khắc mấu chốt chẳng những cực lực phủi sạch quan hệ, còn muốn bỏ đá xuống giếng, Tôn Tường Vân tức giận cả người run lên, lại phun ra một ngụm máu tươi đỏ tươi. Trần Anh thấy thế, không nói gì, mà lại đưa điện thoại trả cho Bùi Đông Lai. Hô, hô, thấy như thế, hơi thở Tôn Tường Vân càng trở nên dồn dập. Sắc mặt càng trở nên tái nhợt vài phần, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai, nói cứng nhưng thật không có lực gì. Tiểu tử, mày giỏi lắm. Nhìn Tôn Tường Vân bộ dạng không cam lòng, Bùi Đông Lai không muốn mở miệng nói gì. Đoạn ghi âm này ghi lại cảnh Tôn Vệ Đông muốn giết hắn, hắn đã sao lại, sở dĩ làm như vậy, do chuẩn bị vào điều xấu nhất, chuẩn bị hậu trước ở sau. Mà sau khi gặp gỡ rồi nói chuyện với Trần Anh, dùng đạo ẩn ghi âm này chứng minh. Lúc ấy, Trần Anh nghe xong đoạn ghi âm này, chẳng những muốn trừng trị Tôn Vệ Đông, mà còn sợ bằng chứng này bị hủy, nên tạm thời bảo quản cho Bùi Đông Lai. Mà giờ đây, đoạn ghi âm này chính là ác mộng của Tôn Tường Vân. Mắt thấy Bùi Đông Lai không lên tiếng, Tôn Tường Vân biểu tình vẻ mặt không cam lòng. Bởi vì, hắn chẳng những nhìn ra đoạn ghi âm này là do Bùi Đông Lai cung cấp, hơn nữa vừa rồi màn động thủ của Bùi Đông Lai trong phòng, khiến lý trí hay trực giác đều nói cho hắn biết. Nhi tử Tôn Vệ Đông của hắn chắc chắn không phải do cường đạo giết, mà chết trong tay Bùi Đông Lai. Nhưng cho dù thế, hắn biết rõ, chuyện tới bây giờ, cho dù hắn có một vạn cái miệng cũng không thể nói được, chẳng ai thèm tin tưởng hắn. Loại ủy khuất này, thật tức giận, so ra bị một dao đâm vào tim còn thoải mái hơn. Giờ khắc này,
hắn quên mới lúc trước hắn dùng quân quyền ngậm máu phun người, nói Bùi Đông Lai lén lút đả thương, làm hại chết Tôn Vệ Đông và thêm 10 người, muốn bắt Bùi Đông Lai lên tòa án quân sự thì khi đó Bùi Đông Lai thật biệt khuất cùng bất lực. Chính là, đối mặt với cường quyền kia, thiếu niên chỉ lẳng lặng đứng im, cắn răng mà chờ Trần Anh mang đòn sát thủ ra. Ác giả ác báo, Tôn Tường Vân rớt vào vực sâu. Tôn Tường Vân, ông không cần phải ảo tưởng, ta nói cho ông biết, chuyện này vẫn chưa hết. Mắt thấy Tôn Tường Vân tâm xà bất chính, vẻ mặt hận ý nhìn Bùi Đông Lai thì cổ Bồi Nguyên gần từng chữ. Ta sẽ đem chuyện này nói rõ, bản thân ta muốn nhìn thấy Tôn Tường Vân ông có thể lấy thúng úp voi hay không. Tôn Tường Vân, loại người như ông quả thật là đã làm mất mặt quân khu Vân Nam, ta sẽ đem chuyện này nói cho ông ngoại ta biết. Hạ Y Na cũng lộ ra bộ dạng giận dữ, mặc dù nàng có ấn tượng không tốt với Tôn Vệ Đông, nhưng mà đối với Tôn Tường Vân thì ấn tượng nàng cũng không sai, hiện giờ, Tôn Tường Vân so với Tôn Vệ Đông thì đáng giận hơn cả vạn lần. Tôn Tường Vân hoàn toàn xong rồi. Nghe cổ Bồi Nguyên và Hạ Y Na nói như thế thì trong lòng Cung Minh liền hiểu rõ. Ở hắn xem ra, nếu chỉ một mình Trần Anh thì sẽ không đủ để Tôn Tường Vân rơi vào con đường chết. Chắc chắn cấp trên sẽ nhớ đến tình cũ mà tha cho Tôn Tường Vân một lần. Nhưng mà, hiện giờ cổ Bồi Nguyên cùng với Hạ Y Na đã mở miệng, Tôn Tường Vân triệt để xong đời rồi. Dù sao, người trong miệng của cổ Bồi Nguyên chính là lão đại ở trên đỉnh kim tự tháp kia. Còn ông ngoại của Hạ Y Na tuy rằng chỉ là nhân vật số một của quân khu Vân Nam nhưng mà lời nói trong quân quyền cũng không nhỏ. Dường như Tôn Tường Vân cũng hiểu được điểm này. Nghe cổ Bồi Nguyên và SN nói xong thì hắn hoàn toàn nhụt chí, hai mắt vô thần nằm trên mặt đất. Cung chính ủy, sự tình đã lộ chân tướng, vì đề phòng Tôn Tường Vân chạy trốn cho nên tôi sẽ đưa hắn về cảnh bị khu. Trần Anh nói. Đồng thời, tôi sẽ gọi điện cho ông nội của tôi. Được. Nghe Trần Anh nói thế thì Cung Minh liền gật đầu đồng ý. Ngoài ra, mấy người bọn hắn cũng mang đi. Trần Anh nghĩ nghĩ rồi chỉ vào mấy tên thành viên của XX quân đoàn. Tuy rằng mấy người này không biết rõ tình hình nhưng mà Trần Anh lại không tin, nàng rất rõ, Trương Phóng chính là kẻ chỉ huy ở phía sau, khẳng định sẽ có kẻ xung phong tiến lên phía trước. Bá! Nghe Trần Anh nói vậy thì mấy tên đoàn trưởng liền thay đổi sắc mặt. Nộp súng của hắn lên, sau đó áp giải Tôn Tường Vân cùng đám người bọn hắn trở về cảnh bị khu. Cung Minh liền hạ mệnh lệnh. Vâng thưa thủ trưởng, nghe được mệnh lệnh của Cung Minh, mấy tên cảnh vệ không nói hai lời, lập tức tiến lên tước bỏ vũ khí. Cảnh vệ của Tôn Tường Vân thấy thế thì cũng không phản kháng, lập tức giao súng ra. Thấy một màn như thế thì mọi người đều thổn thức không thôi, Tôn Tường Vân đã trở thành phạm nhân mà người giải hắn đi lại chính là cảnh vệ của mình, thật là một chuyện đáng châm chọc. Các ngươi cũng đi theo. Mắt thấy Tôn Tường Vân đã bị bắt ra ngoài. Cung Minh liền hướng về mấy tên thành viên trong XX quân đoàn nói. Vâng, mọi người nghe thế thì liền dục dịch đi theo. Cung Minh thấy vậy thì cũng không nói gì thêm, khuôn mặt tươi cười nhìn Trần Anh, hỏi. Tiểu Anh, cô xem còn yêu cầu gì nữa không? Trần Anh không trả lời, nàng quay đầu nhìn BDLD nói. Đông Lai, việc này nên dừng lại đây, cậu cứ yên tâm, Trần Tỷ sẽ cho cậu một cái công đạo. Nghe được Trần Anh nói thế. Sắc mặt Cung Minh không khỏi thay đổi. Nguyên bản hắn cho rằng Trần Anh ra tay giúp đỡ Bùi Đông Lai là vì Trần Anh là một người ghét ác như cừu, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Hiện giờ mỗi lời Trần Anh nói đều mang theo hai chữ Trần Tỷ, điều này làm cho Cung Minh hiểu được quan hệ giữa Trần Anh và Bùi Đông Lai thật không đơn giản a. Không riêng gì Cung Minh mà ngay cả cổ Bồi Nguyên và Hạ Y Na cũng ngạc nhiên. Nhất là Hạ Y Na, nàng biết được Bùi Đông Lai có quan hệ không tầm thường với Liễu Nguyệt. Lại thấy Bùi Đông Lai có cử chỉ thân mật với Quý Hồng, hiện giờ Bùi Đông Lai lại có thêm một vị tỷ tỷ có năng lực cường đại, điều này không khỏi khiến nàng tò mò, rốt cuộc Bùi Đông Lai có thân phận gì. Cảm ơn Trần Tỷ. Bùi Đông Lai cảm kích, hắn biết rõ, chuyện hôm nay nếu không có Trần Anh thì cho dù hắn có đoạn ghi âm kia cũng không thể nào đấu nổi Tôn Tường Vân. Trần Tiểu Thư, Cung chính ủy, chuyện này đã được giải quyết nhưng mà sinh viên của ta làm sao bây giờ? Cổ Bồi Nguyên cau mày, lấy tình huống hiện giờ của XX quân đoàn thì huấn luyện căn bản không thể tiếp tục được nữa. Cung Minh liền nói. Cổ hiệu trưởng, trên đường trở về, tôi sẽ dùng điện thoại báo cáo lại chuyện này cho Mạnh Tư lệnh, đồng thời nhờ Mạnh Tư lệnh phái người đến tiếp nhận XX quân đoàn.
Nếu ngài không muốn để cho sinh viên của ngài tiếp tục huấn luyện thì như vậy, sáng sớm mai tôi sẽ an bài người hộ tống sinh viên trở về. Sáng mai trở về. Bởi vì chuyện tình của Bùi Đông Lai nên Cổ Bồi Nguyên có thành kiến rất lớn với XX quân đoàn, cho nên Cổ Bồi Nguyên liền quyết định sáng sớm mai sẽ trở về. Tốt. Cung Minh liền đáp ứng, sau đó nghĩ điều gì, hỏi. Cổ hiệu trưởng, trước mặt chuyện tình MKN tiểu thư bị bắt cóc đã gây nhiệt náo, hơn nữa sáng sớm mau các người trở về sẽ khiến mọi người biết được, ngài xem trước khi chúng ta trở về có nên cho bọn họ biết một tiếng hay không? Được. Cổ Bồi Nguyên nghĩ nghĩ rồi nói. Cung Minh cũng không nói gì thêm, hắn nhìn về phía Trần Anh, chờ Trần Anh truyền đạt mệnh lệnh. Cung chính ủy, mọi người cú đi đi. Trần Anh nghĩ nghĩ, nói. Cổ hiệu trưởng, tôi có mấy lời muốn nói riêng với Đông Lai, xin ngài tránh mặt một lát. Tốt. Cổ Bồi Nguyên liền đáp ứng, sau đó mang theo Trương Thụy và Hạ Y Na rời đi. Trước khi đi, Hạ Y Na nhìn trộm về phía Bùi Đông Lai, trong L ỏng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, trong phòng hội nghị chỉ còn lại Bùi Đông Lai và Trần Anh. Dưới ánh đèn, lông mày Trần Anh nhíu lại. Bùi Đông Lai thấy thế thì mơ hồ đoán được dụng ý của Trần Anh, hắn cũng không hé răng. Đông Lai, cậu có quan hệ như thế nào với Liễu Nguyệt? Vài giây sau, Trần Anh mở miệng hỏi, giọng nói có chút phức tạp, có lo lắng, có tò mò, còn có một chút trách cứ. Vừa mới tới Đông Hải thì ta đã được cổ hiệu trưởng giới thiệu làm gia sư cho cháu của Liễu Tỷ. Bùi Đông Lai nghĩ một chút rồi trả lời, hắn cũng không để lộ quan hệ giữa Liễu Nguyệt và Bùi Vũ Phu. Vậy còn Quý Hồng? Không có quan hệ gì. Bùi Đông Lai cười khổ. Bất quá, nàng ta hoài nghi người đua xe ngày hôm ấy là ta, còn hoài nghi ta là người thủ tiêu Chu Phúc Thái cho nên nàng đi tìm ta, lại bị Hạ Y Na thấy được. Thì ra là thế. Nghe Bùi Đông Lai nói xong thì Trần Anh cau mày, dường như nàng cảm thấy được đây là một chuyện khá phiền phức. Trần Tỷ không cần lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Thấy Trần Anh có chút lo lắng thì trong lòng Bùi Đông Lai ấm áp. Ừ. Trần Anh gật gật đầu, nghĩ nghĩ, hỏi. Cậu đã ở chỗ Liễu Nguyệt 2 tháng, chắc hẳn cậu đã biết thân phận thật sự của Liễu Nguyệt. Biết. Bùi Đông Lai thực rõ ràng gật gật đầu. Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng chính là 2 đầu mục lớn nhất ở Đông Hải, không chuyện trái pháp luật nào mà không làm, cấp trên không hề đụng vào các nàng không phải là sợ các nàng, chẳng qua chuyện này dính dáng tới lợi ích của nhiều người. Vẻ mặt Trần Anh nghiêm túc nói. Chờ thời cơ chín muồi, cấp trên sẽ động thủ, đến lúc đó kết quả của các nàng sẽ vô cùng thê thảm. Nghe Trần Anh nói như thế thì Bùi Đông Lai cũng biết ngụ ý của Trần Anh, bất quá hắn vẫn không nói gì. Đông Lai, cậu là đệ tử của Tiêu Phi cho nên ta đã coi cậu là đệ đệ của ta. Nói đến 2 chữ Tiêu Phi thì khuôn mặt Trần Anh hiện lên vẻ đau thương, sau đó thở dài. Tỷ cũng không muốn cậu tiếp cận với Liễu Nguyệt. Càng không hy vọng cậu gia nhập vào tổ chức của Liễu Nguyệt, cậu có thể hiểu được suy nghĩ của tỷ không? Bùi Đông Lai hiểu được hảo ý của Trần Anh, đồng thời hắn cũng biết Liễu Nguyệt đối với hắn vô cùng tốt, cho nên hắn cũng không tỏ thái độ gì. Tỷ không hy vọng một ngày nào đó, tên của cậu sẽ có trong danh sách truy bắt của tỷ. Trần Anh hơi thất vọng. Tỷ hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại. Nói xong, không đợi Bùi Đông Lai trả lời, nàng đã xoay người rời đi. Tỷ. Nếu muốn làm chuyện của Tiêu Phi thì chắc chắn ta phải nhúng vào hắc đạo, cảm ơn lời nhắc nhở của tỷ, ta sẽ hảo hảo nắm vận mệnh của mình vào trong tay. Đồng thời, ta sẽ không để tỷ khó xử. Nhìn bóng lưng Trần Anh rời đi, Bùi Đông Lai nhắm 2 mắt lại, thì thào nói. Lúc Bùi Đông Lai ra khỏi phòng họp, đi tới ký túc xá dưới lầu, lúc này Trần Anh đã rời đi, Cố Bồi Nguyên cùng Hạ Y Na thì chưa đi, 2 người tựu đang chờ hắn. Đông Lai. Mắt thấy Bùi Đông Lai đi ra ký túc xá, Trương Thụy hướng về phía Bùi Đông Lai vẫy vẫy tay. Bùi Đông Lai khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm về những lời Trần Anh vừa nói, mà bước nhanh hướng tới 3 người. Đông Lai, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói vậy thì cậu nhất định mệt rồi, đi theo ta về nghỉ ngơi đi. Đợi Bùi Đông Lai tới gần, Cổ Bồi Nguyên mỉm cười nói, nụ cười khó nén khỏi vẻ mệt mỏi. Đối mặt với lời mời của Cổ Bồi Nguyên. Bùi Đông Lai mỉm cười lắc đầu nói. Hiệu trưởng, cháu sẽ không cũng ngài trở về, cháu ở tại quân doanh là được rồi, Văn Cảnh bọn họ vẫn đợi cháu sợ bọn họ lo lắng. Cũng đúng. Cổ Bồi Nguyên trầm ngâm một chút, cảm thấy mới trải qua một chuyện náo động như vậy, Tôn Trường Vân cho dù không can tâm,
cũng không dám có hành động gì, Bùi Đông lại hiện tại cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thời gian không còn sớm, hiệu trưởng ngài trở về sớm một chút đi. Bùi Đông Lai cười cười nói. Tốt. Cổ Bồi Nguyên gật gật đầu, sau đó mỉm cười liếc mắt nhìn Hạ Y Na nói. Hạ Y Na, ta nhớ được phụ thân cô là Hạ Hà, nếu cô gặp hắn thì nói cho hắn biết, khi nào tới Đông Hải thì gọi điện thoại cho ta. Cảm ơn cổ hiệu trưởng. Hạ Y Na nhớ rõ cha của nàng Hạ Hà lần này đưa nàng tới Đông Hải là để nàng tới gặp cổ Bồi Nguyên, kết quả lại gặp cổ Bồi Nguyên trong tình huống này, lúc này lại nghe được cổ Bồi Nguyên mở lời trước, trong lòng Hạ Y Na nhất thời kích động. Đồng thời nàng cũng hiểu được, cố Bồi Nguyên đối với Hạ Hà có thái độ chuyển biến to lớn như vậy, hoàn toàn là do hành động hôm nay của nàng. Mà xét đến cùng, tất cả là do Bùi Đông Lai. Điều này không khỏi làm nàng đối với Bùi Đông Lai có chút hiếu kỳ mãnh liệt, bí mật trên người Bùi Đông Lai không chỉ có như vậy, nàng cố gắng đè nén sự hiếu kỳ của mình lại. Thấy Hạ Y Na kích động, cổ Bồi Nguyên tựu không nói thêm gì nữa, mà là do Bùi Đông Lai vì hắn mở cửa xe sau, đi vào chiếc Audi A6, Trương Thụy mỉm cười vỗ vỗ bả vai Bùi Đông Lai, rồi cũng đi lên xe. Sau đó xe khởi động. Trong ô tô cổ Bồi Nguyên cùng Trương Thụy Hải hai người rồi rít vẫy tay chào Bùi Đông Lai và Hạ Y Na. Bùi tiên sinh, Hạ tiểu thư. Chiếc Audi A6 dần dần biến mất trong tầm mắt của Bùi Đông Lai, một tên binh lính bước nhanh hướng tới hai người chạy tới. Chuyện gì? Bởi vì chuyện tình của Bùi Đông Lai, chẳng những cổ Bồi Nguyên có ý kiến rất lớn đối với XX quân đoàn, mà Hạ Y Na cũng như thế, giọng nói vô cùng không khách khí. Là như vậy. Cùng chính ủy trước khi đi có nói, mời hai vị về nhà khách quân doanh nghỉ ngơi, hoàn cảnh cùng phương tiện nơi đây cũng khá hơn một chút. Vẻ mặt tên binh lính cung kính nói. Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, lại cùng ở một phòng. Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của binh lính, Hạ Y Na đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt hiên lên một luồng ửng đỏ, xấu hổ không dám lên tiếng. Không cần, chúng ta quay về ký túc xá nghỉ ngơi là được. Nhận thấy được nét xấu hổ trên mặt Hạ Y Na, Bùi Đông Lai cười khổ nói. Tốt, ta sẽ không quấy rầy hai vị. Binh lính thấy Bùi Đông Lai cùng Hạ Y Na không muốn, cung kính chào hai người, sau đó bước nhanh chạy đi. Tên binh lính vừa rời đi, nhất thời chỉ còn lại Bùi Đông Lai cùng Hạ Y Na. Hạ Y Na hiện tại còn đang lúng túng vì lời nói ban nãy của tên binh lính, nên không nói lời nào, cũng không dám nhìn vào Bùi Đông Lai. Hạ Y Na, cảm ơn cô. Nghĩ đến lúc trước Hạ Y Na vì mình cũng chưa trở về thiếu chút nữa đại náo quân doanh, sau còn lấy thế lực dọa Tôn Trường Vân, khiến Tôn Trường Vân tức giận, Bùi Đông Lai vẻ mặt chân thành cảm tạ nói. Bá! Lời nói cảm ơn của Bùi Đông Lai vang lên bên tai, Hạ Y Na sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đầu lắc giống như trống xoay nói. Đây hết thảy cũng là do ta gây ra họa, ta còn phải xin lỗi cậu, không cần cậu phải nói cảm ơn với ta. Lời vừa nói ra, Hạ Y Na không khỏi nhớ lại đoạn ghi âm kia, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ sợ hãi. Cho dù không có cô, hắn cũng sẽ tìm đến ta gây phiền phức, chẳng qua chỉ là trì hoãn chút thôi. Bùi Đông Lai rất rõ ràng, cho dù Hạ Y Na không xuất hiện, lấy tính cách của Tôn Vệ Đông mà nói, có thù tất hắn sẽ báo, huống chi hôm nay chuyện đã giải quyết, hắn tự nhiên sẽ không trách cứ hay oán giận Hạ Y Na. Hạ Y Na cũng không biết Bùi Đông Lai cùng Tôn Vệ Đông lúc trước có xích mích gì. Lúc này nghe Bùi Đông Lai nói như thế, còn tưởng rằng Bùi Đông Lai đang an ủi nàng, trong lòng lại tự trách bản thân mình. Thời gian không còn sớm, trở về phòng đi ngủ thôi. Thấy Hạ Y Na không nói lời nào, Bùi Đông Lai cười cười nói. Hạ Y Na muốn nói lại thôi, cuối cùng đem lời muốn nói nuốt ngược trở lại, gật đầu, im lặng không lên tiếng, theo sát Bùi Đông Lai hướng ký túc xá đi tới. Bùi Đông Lai, Trần tỷ kia là ai? Thoạt nhìn rất lợi hại. Đi tới, Hạ Y Na nhớ tới bộ dạng lúc trước của Trần Anh không ai bì nổi, đôi mắt mở to, sắc mặt tò mò hỏi han. Gia gia của tỷ ấy cũng là lão đại trong quân khu. Đối mặt với câu hỏi của Hạ Y Na, Bùi Đông Lai cũng không giấu giếm, dù sao lấy thân phận của Hạ Y Na, chỉ cần tra một chút, liền biết được thân phận của Trần Anh. Không trách được những kẻ đó thấy nàng như con chuột nhìn thấy con mèo. Hạ Y Na liền bừng tỉnh. Sau đó vẻ hiếu kỳ trên mặt lỗ rõ. Cậu kêu nàng là Trần tỷ, chẳng lẽ cậu cũng có người trong quân doanh, lại muốn giả chữ ăn cọp sao? Nếu ta có người đứng sau, Tôn Tường Vân dám trêu ta sao?
Bùi Đông Lai dở khóc dở cười theo sau. Trong lòng có chút nhớ nhung Qua Tử từ ngày hắn đi vào Đông Hải thì mất liên lạc với Qua Tử. Vậy cũng đúng. Hạ Y Na bị lời nói của Bùi Đông Lai làm cho tức cười, sau đó lại nói. Vậy sao cậu lại quen biết nàng, hơn nữa quan hệ cũng không tệ. Có lẽ ấn tượng của Bùi Đông Lai đối với Hạ Y Na có chút chuyển biến tốt đẹp, Bùi Đông Lai đem chuyện Trần Anh cứu mình nói cho Hạ Y Na nghe. Khi nghe Bùi Đông Lai nói Tôn Đông Vệ giết hắn nhưng không thành, lại bị lăn xuống sườn núi, sau đó bị bọn cướp bắt làm con tin, cuối cùng được Trần Anh giải cứu. Nhất thời sắc mặt Hạ Y Na biến đổi, đồng thời hận ý nghiến răng nói, cha con Tống Vệ Đường giống như loài cầm thú, sau này chết không toàn thây. Lần này, Bùi Đông Lai không nói gì, mà nghĩ lại sai lầm lần này cũng là do mình, đồng thời âm thầm quyết định, sau này sự việc nguy hiểm tương tự xảy ra, nhất định phải đem nguy hiểm đó bóp từ trong trứng nước. Vì phòng ngừa sự kiện phát sinh ngoài ý muốn, căn cứ huấn luyện quân sự an bài, nam sinh cùng nữ sinh ký túc xá tách ra, ký túc xá nữ sinh ở trên lầu, còn nam sinh thì ở phía sau. Rất nhanh, Bùi Đông Lai theo Hạ Y Na đi xuống ký túc xá nam sinh. Thời gian không còn sớm, cậu trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Bùi Đông Lai cười, nói. Lời nói Bùi Đông Lai vang bên tai, nhất thời Hạ Y Na cũng không có mở miệng. Ngọn gió thổi qua, thổi bay mái tóc dài của nàng, phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ánh mắt nhìn qua khe hở mái tóc, ngắm nhìn Bùi Đông Lai, nhẹ nhàng cười. Chúc ngủ ngon. Bùi Đông Lai không nói nhảm, trực tiếp hướng ký túc xá đi tới. Tên hỗn đản này, ta là nữ nhân, chẳng lẽ hắn không biết đem ta về ký túc xá, rồi nói ngủ ngon không được sao? Mắt thấy Bùi Đông Lai đi hết sức tiêu sái, Hạ Y Na tức giận dậm chân. Bộ dạng này so với bộ dạng thục nữ ban nãy có sự khác biệt một trời một vực. Hừ, xem ra ngươi vẫn không để bổn tiểu thư này vào trong mắt, chúng ta cứ chậm rãi chờ xem, bổn tiểu thư sẽ không để cho ngươi sống dở chết dở. Dậm chân sau, Hạ Y Na nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bùi Đông Lai đang dần biến mất, nhếch miệng cười. Cùng ba đặc man lệ ra khách sạn có chút giống như, Tân Địa Sáng Đình khách sạn cũng thuộc vào loại 5 sao, nằm ở lân cận khu buôn bán Hoài Hải. Một vị thế rất thuận lợi. Coi như Bùi Đông Lai và Hạ Y Na vừa chia tay, nơi phòng tổng thống trong khách sạn, sau khi Mộ Khuynh Nhan tắm rửa xong, xỏ đôi dép vào chân, bước qua tấm thảm mềm mại, đứng ở cửa sổ, nhìn cảnh đêm Đông Hải suy nghĩ xuất thần. Dưới ánh đèn, mái tóc dài phiêu giật bởi vì nàng mới tắm rửa cho nên ướt sũng, giọt nước nhỏ xuống bờ vai trắng nõn, trong suốt, trên khuôn mặt tuyệt mỹ còn đọng lại vài giọt nước, đồng thời hai má đỏ ửng, trong trắng lộ hồng. Chiếc khăn tắm không thể che lấp hết thân hình hoàn mỹ của nàng, nhất là khăn tắm quá ngắn lộ ra hai cái đùi trắng nõn như tuyết, bong loáng như ngọc, trong suốt tựa như một khối mỹ ngọc, không có bất kỳ tì vết nào. Mộ Khuynh Nhan như hoa sen mới nở, bất kể nhìn từ phía sau, hay là nhìn chính diện, đều là cho người khác có cảm giác động lòng người. Nếu vô luận nàng lạc vào một thời đại, bất kể thời đại nào, cũng đều làm cho nam nhân nhìn thấy nàng đều biến thành dã thú. Mà lúc này Mộ Khuynh Nhan không có phát hiện mình hấp dẫn đến nhường nào, nàng suy nghĩ xuất thần đối diện nhìn vào cảnh đêm mê người, trong mắt hiện ra hình ảnh Bùi Đông Lai cứ mình trong nháy mắt. Một Bùi Đông Lai có khuôn mặt tuấn tú không ngừng hiên lên trong mắt nàng, bất kể làm nàng thế nào cũng không biến mất, kết quả làm cho nàng cực kỳ mỏi mệt, không cách nào chợp mắt được. Hắn làm sao có thể là một sinh viên chứ? Nghĩ đến chính mình nhìn thấy hết thảy chuyện Bùi Đông Lai làm. Nghĩ đến lời Trần Anh nói Bùi Đông Lai làm nên sự tích, khuôn mặt Mộ Khuynh Nhan hiện lên vài phần ửng đỏ kèm theo một cảm giác nghi ngờ. Đang trong quá trình cùng Bùi Đông Lai tiếp xúc, Mộ Khuynh Nhan không cách nào cảm giác được Bùi Đông Lai là một đại nam nhân, ngược lại nàng nghĩ, Bùi Đông Lai hắn so với độ tuổi với sự thành thục tỉnh táo không hợp. Nghĩ tới, nghĩ lui, Mộ Khuynh Nhan đột tiên mở đôi môi, ngáp một cái, động tác nàng ngáp. Làm hai tòa thánh nữ phong dung dinh lên xuống một cách gợi cảm động lòng người. Cơn buồn ngủ kéo tới, Mộ Khuynh Nhan thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu, không suy nghĩ chuyện vừa mới xảy ra thêm nữa, nàng cởi bỏ đôi dép, dẫm lên tấm thảm mềm mại, lắc đôi mông đẹp, chậm rãi đi đến chiếc giường lớn phía trước. Đi tới giường lớn, Mộ Khuynh Nhan nhẹ nhàng cởi khăn tắm từ cơ thể của nàng châm rãi rớt xuống, dịch đến đoạn này hộc máu thân thể mềm mại hoàn toàn lõa thể trong không khí cơ hồ không có bất kỳ tì vết nào. Chẳng qua là, không ai có may mắn thưởng thức. Sau đó, nàng cầm chiếc áo ngủ lụa màu đen, mặc lên người, nằm xuống suy nghĩ.
Bùi Đông Lai, chúng ta còn có thể gặp mặt à? Nhìn trần nhà, Mộ Khuynh Nhan nhấc đôi chân ngọc nghịch ngợm, nhẹ nhàng đạp đạp góc chân, miệng lẩm bẩm. Dưới ánh đèn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hé nở một nụ cười mê người, trong con người toát ra một sự chờ mong. À, khi XX quân doanh và ký túc xá hoàn toàn tắt đèn, bóng đêm phủ xuống bao trùm toàn bộ. Các sinh viên năm nhất của Đại học Đông Hải, sau một hồi nói chuyện phiếm sôi nổi đã dần dần tiến vào giấc ngủ. Khác hẳn với phòng ngủ của ký túc xá, phòng ngủ của quân doanh đều là đại phòng ngủ, giường nào ít nhất cũng có thể đủ cho 20 người ngủ. Bởi vì thời tiết quá nóng, cơ hồ tất cả các phòng ngủ đều mở cửa, đưa mắt nhìn cũng có thể thấy những thân người cởi trần lăn qua lăn lại, tiếng lẩm bẩm vang lên không dứt. Có lẽ sợ ảnh hưởng đến mộng đẹp của mọi người, Bùi Đông Lai cố ý giảm tiếng bước chân xuống mức nhỏ nhất, mỗi lần nhấc chân cơ hồ sẽ dừng trên không một chút, sau đó mới nhẹ nhàng hạ xuống, cơ hồ không phát ra bất cứ âm thanh gì. Liên tục đi tới, đột nhiên Bùi Đông Lai dừng lại, bằng vào thính lực siêu khủng bố của hắn, hắn nghe được có người không ngủ, mà còn là đang nói gì đó. Đông Lai đến giờ vẫn chưa về, không phải là bị tên Tôn Vệ Đông khốn kiếp kia ám toán chứ? Theo đạo lý mà nói thì Tôn Vệ Đông chắc chắn không dám. Thứ nhất, mấy năm nay yêu cầu huấn luyện quân sự cực kỳ nghiêm khắc, không bao cho phép giáo quan và học trò phát sinh xung đột, huống chi Đông Lai và Liễu Nguyệt quan hệ không phải bình thường, Tôn Vệ Đông muốn động đến Bùi Đông Lai cũng phải nghĩ kỹ càng. Vậy tại sao Bùi Đông Lai đến giờ còn chưa về? Không nhẽ Tôn Vệ Đông giết người diệt khẩu? Nghe tiếng nói chuyện rất nhỏ với nhau, Bùi Đông Lai nhận ra được đây là thanh âm của Ngô Vũ Trạch, Cổ Văn Cảnh cùng với Trang Bích Phàm. Sau đó liền gia tăng cước bộ đi về phía phòng ngủ. Rất nhanh, Bùi Đông Lai đã đến trước cửa phòng ngủ, chứng kiến được Ngô Vũ Trạch, Cổ Văn Cảnh cùng với Trang Bích Phàm ba người đang vây quanh giường của Trang Bích Phàm, thấp giọng nghị luận gì đó. Ánh trăng rọi trên mặt ba người, Bùi Đông Lai có thể thấy rõ được trên mặt mỗi người đều pha lẫn sự lo lắng. Ủa? Đột nhiên Ngô Vũ Trạch thấy Bùi Đông Lai đang đứng trước cửa, miệng há ra thật to, đích thực là đang cực kỳ ngạc nhiên. Đông Lai! Tiếp theo đó, hắn kích động đứng bật dậy, vì đang ở trên giường nên đầu đập vào ván giường bên trên, một tiếng phanh vang lên. Ôi đà! Ngô Vũ Trạch lập tức lấy tay ôm đầu, ánh mắt vẫn như cũ, đặt trên người Bùi Đông Lai. Mà Cổ Văn Cảnh cùng Trang Bích Phàm hai người cũng lập tức hướng mắt nhìn ra cửa. Mắt thấy cả ba người đều đem ánh mắt hướng về phía mình, Bùi Đông Lai ra dấu chớ có lên tiếng, sau đó mỉm cười tiến vào trong phòng ngủ. Đông Lai, chú không sao chứ? Tôn Vệ Đông tên khốn kiếp kia có làm khó gì chú không? Nếu hắn dám làm gì chú, nói cho ca, bọn ca sẽ giúp chú chỉnh hắn. Ba người người bất chấp những học sinh khác đang ngủ, lập tức vây quanh Bùi Đông Lai, dồn dập hỏi. Nghe bên tai những lời hỏi thăm quan tâm của ba người, lại nhìn vẻ mặt lo lắng của họ, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy trong lòng chợt ấm áp, cảm động khẽ đáp. Ca không sao. Nghe được lời nói này của Bùi Đông Lai, đồng thời thấy trên người Bùi Đông Lai cũng không bị tổn thất gì, ba người mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó vẻ mặt Ngô Vũ Trạch tò mò liền hỏi. Đông Lai, chú không phải bị tên vương bát đản Tôn Vệ Đông đó tính kế sao, làm thế nào trở về được vậy? Ngô Vũ Trạch cũng đem âm lượng hạ xuống. Cổ Văn Cảnh và Trang Bích Phàm hai người mặt cũng đầy thần tình tò mò nhìn Bùi Đông Lai, đợi Bùi Đông Lai giải thích. Bùi Đông Lai thấy thế nhất thời cười khổ, biết rõ nếu không giải thích rõ ràng, e rằng ba người này khó mà ngủ được, đành nói. Sự tình là như vậy. Chú nói Mộ Khuynh Nhan bị kẻ cướp bắt cóc đem vào rừng, sau đó trở thành con tin của bọn bắt cóc ư. Mọi việc rõ ràng nhưng mà Bùi Đông Lai chỉ giải thích những điểm chính. Chính là sau khi nghe Bùi Đông Lai giải thích xong, ba người đều cả kinh, Ngô Vũ Trạch theo bản năng hỏi lại lần nữa. Ừ, Bùi Đông Lai gật đầu nói. Sáng mai khi chúng ta kết thúc huấn luyện quân sự, đến lúc đó giáo quan sẽ nói ra tin tức này. Chẳng trách sao họ vội vã tập hợp chúng ta lại rồi đuổi chúng ta đi như vậy, tình cảm thật là nồng đậm ạ. Ngô Vũ Trạch nói xong chợt nhớ ra điều gì đó, lại hỏi. Đúng rồi. Chú không phải là cùng với giáo quan đi tìm Tôn Vệ Đông sao? Tôn Vệ Đông đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị bắt cóc rồi sao? Hắn bị cường đạo giết rồi. Bùi Đông Lai hời hợt nói. Giết! Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, ba người chợt cảm thấy cả kinh, tựa hồ, đối với ba người mà nói, tử vong là một chuyện rất xa xôi.
tên khốn kia cũng không tốt, chết là đáng. Sau khi sự khiếp sợ đi qua, Ngô Vũ Trạch tức giận mắng. Trang Bích Phàm cũng gật gù, lại giả bộ lớn tiếng nói. Đúng, cho dù cường đạo không thịt hắn, hắn mà tiếp tục chọc vào Đông Lai chúng ta cũng sẽ thịt hắn. Cổ Văn Cảnh không nói gì, trong đầu hắn có một ý nghĩ mà hắn không thể lý giải, Tôn Vệ Đông không phải bị cường đạo giết, mà là chết vào tay Bùi Đông Lai. Ý nghĩ quỷ dị này xuất hiện trong đầu làm Cổ Văn Cảnh chợt hoảng sợ, nhất thời không biết nói gì cho phải. Sau đó Bùi Đông Lai và ba người nói chuyện phiếm một hồi, cuối cùng cũng lên giường đi ngủ. Đối với Ngô Vũ Trạch ba người mà nói, thể chất của bọn họ không biến thái giống như Bùi Đông Lai, ngược lại, Ngô Vũ Trạch và Trang Bích Phàm hai người thể chất đều rất kém cỏi. Sau một ngày huấn luyện quân sự đã khiến cho bọn họ mệt mỏi không chịu nổi, lại thêm lo lắng cho Bùi Đông Lai cả đêm, tâm lý và thể lực đều mệt mỏi đến cực hạn, hiện giờ biết được Bùi Đông Lai không có việc gì, nhất thời ai nấy đều cao gối, chìm sâu vào giấc ngủ. Cổ Văn Cảnh bởi vì nghĩ đến chuyện kia nên suy nghĩ trằn trọc một hồi lâu, cuối cùng cũng ngủ. Nghe được tiếng thở đều đều của ba người, Bùi Đông Lai lại là không buồn ngủ một chút nào, mắt nhìn chăm chú lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô biết qua bao lâu, cuối cùng Bùi Đông Lai lấy điện thoại di động ra, ngưng thần nhìn thấy trên màn hình là ảnh của Tần Đông Tuyết đang mặc một chiếc váy màu trắng, suy nghĩ xuất thần. Ánh đèn màn hình đờ ti chiếu sáng khuôn mặt gầy gầy của hắn, trong khóe miệng chợt xuất hiện một ý cười. Cùng lúc đó, trong quân doanh tại Yên Kinh, đồng dạng cũng đang mất ngủ, Tần Đông Tuyết cầm điện thoại di động. Bất quá, nàng không có xem ảnh của Bùi Đông Lai mà lại lấy những tin nhắn cũ của hắn ra đọc lại. Cũng giống như Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết ở trong trường rất ít khi hiện ra ý cười, nay trên khuôn mặt đã có một tia hạnh phúc hiếm thấy. Bùi Đông Lai, anh có khỏe không? Sau khi xem hết những tin nhắn gần đây của Bùi Đông Lai gửi cho nàng, Tần Đông Tuyết tự hỏi lòng mình. Đông Tuyết, em thế nào rồi? Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai nhìn ảnh của Tần Đông Tuyết cũng suy nghĩ xuất thần, đồng dạng tự hỏi lòng mình một câu. Ngay sau đó, hai người đồng loạt cảm thấy thôi thúc phải gửi một tin nhắn thật xúc động cho đối phương. Nhưng cả hai người đều không làm như vậy, đồng thời cất điện thoại, cơ hồ trong cùng một thời gian, cả hai người cùng nói. Chúc ngủ ngon, Đông Lai. Chúc ngủ ngon, Đông Tuyết. Giống như có thể nghe được câu nói chúc ngủ ngon đầy ôn nhu của Đông Tuyết từ ngoài ngàn dặm xa xôi, tinh thần Bùi Đông Lai chợt buông lỏng, trong lòng chỉ còn một mảnh yên tĩnh, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Đã trải qua một ngày kinh tâm động phách, Bùi Đông Lai lại có thể nhờ ảnh chụp của Đông Tuyết mà tiến vào mộng đẹp, nhưng tại phía xa, ở một căn biệt thự trong khu nhà giàu Đông Hải Tử Viên có vị trí địa lý cực tốt kia, có người lại không buồn ngủ một chút nào. Thậm chí, nàng còn không giống như trước kia. Sau khi tắm xong sẽ mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ, tay cầm một ly rượu đỏ, cuộn tròn ở trên ghế salon mà hiện tại nàng vẫn như cũ, mặc một bộ sườn xám kết hợp một đôi giày cao gót màu đỏ, ngồi trên ghế salon ở đại sảnh, khuôn mặt hiện lên vẻ suy nghĩ kịch liệt. Thân là thủ vệ bảo tiêu kiêm lái xe của Quý Hồng, Ân Ly đứng ở phía sau Quý Hồng, giống như hình với bóng. 3. Không biết qua bao lâu, Quý Hồng rút ra một điếu thuốc lá nữ, châm lửa rồi nhẹ nhàng hút một hơi. Sau đó thản nhiên nhả ra một ngụm sương khói. Trong trí nhớ của Ân Ly, Quý Hồng không có nghiện thuốc lá, chỉ khi nào gặp phải chuyện phiền lòng, nàng mới hút thuốc. Ân Ly, cô có cảm thấy bọn người Thái Phi là bị Bùi Đông Lai xử lý? Nhẹ nhàng thở ra một hơi khói thuốc, đối với sự tình ngày ít em nay, ngữ khí của Quý Hồng vẫn là không nóng không lạnh, tựa hồ như đang hỏi đến một chuyện rất nhỏ bé, không đáng kể. Có nên không? Hơi trầm ngâm. Ân Ly cuối cùng cũng đưa ra một câu trả lời thuyết phục. Thực lực của hắn, tuy rằng nhìn qua cũng không yếu, nhưng mà, bọn Thái Phi có 4 người, thực lực cũng không phải là yếu, hắn muốn bình yên vô sự mà xử lý được 4 người bọn Thái Phi, cơ hồ là không có khả năng. Hẳn là Trần Anh làm. Trên lý thuyết thì là như thế, chính là cô có nghĩ tới, Bùi Đông Lai tiểu bằng hữu cũng không phải là loại người thích dầu thắp đèn, cô cho là hắn có thể để lại 4 người làm nhân chứng sao? Dưới ánh đèn, khuôn mặt Quý Hồng đầy vẻ cơ trí. Huống chi, đêm nay chết cũng không chỉ có 4 người bọn hắn. Ý của Quý tỷ là... Ân Ly trong lòng chợt động, lại không dám khẳng định. Hô! Quý Hồng lại thở ra một hơi khói, sau đó nheo mắt nói. Nếu ta đoán không sai,
Tôn Vệ Đông cố gắng lợi dụng huấn luyện quân sự để xử lý Bùi Đông Lai, kết quả bị Bùi Đông Lai giả chữ ăn thịt cọp giết người diệt khẩu. Sau đó Bùi Đông Lai lại biết được tin có bọn cướp đang ở trong núi, liền tìm mọi cách giết chết bốn người Thái Phi nhằm diệt khẩu, rồi đem chuyện giết chết Tôn Vệ Đông vụ oan lên bốn người bọn Thái Phi. Ân. Nghe được lời của Quý Hồng, đồng tử Ân Ly đột nhiên co rút lại thành trạng thái nguy hiểm nhất, nếu như đúng như lời Quý Hồng nói, Bùi Đông Lai kia quả thật là rất đáng sợ. Quý tỷ, Trần Anh ghét ác như cừu thì chúng ta đều đã lãnh giáo qua, nếu sự tình giống như lời của người, vậy thì Trần Anh đáng lẽ phải là không nên bỏ qua cho Bùi Đông Lai mới đúng chứ. Sau khi cơn kinh ngạc qua đi, Ân Ly liền nói ra nghi hoặc trong lòng. Ân Ly, cô có biết ta vì sao lại có thể tưởng tượng ra như vậy không? Quý Hồng nói xong thuận tay dập tắt điếu thuốc lá rồi tự hỏi tự trả lời. Cũng là bởi vì Trần Anh, cô nói không sai, Bùi Đông Lai nếu làm như vậy thì sẽ không giấu giếm được Trần Anh, mà tính khí Trần Anh một khi đã biết thì chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn. Chính là, cô cũng biết, Trần Anh không hề đối phó với Bùi Đông Lai, ngược lại còn trợ giúp hắn đối phó với Tôn Tường Vân. Điều này làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, đồng thời cũng mơ hồ cảm thấy chuyện này có ẩn khúc gì đó, vì vậy mới có giả thiết kia. Nghe thấy Quý Hồng nói thế, Ân Ly liền rơi vào trầm mặc. Bùi Đông Lai, tuy rằng người phá hủy kế hoạch đêm nay của tỷ tỷ, nhưng cũng là không có gấp rút mục đích khảo nghiệm của tỷ tỷ đã đạt được, tỷ tỷ sẽ không trách tội ngươi. Thấy Ân Ly không lên tiếng, Quý Hồng cầm ly rượu lên, khuôn mặt lộ ra vẻ mê hoặc chết người, tươi cười nói. Ân, vốn là Cổ Bồi Nguyên, sau đó là Liễu Nguyệt, hiện giờ là Trần Anh, tỷ tỷ thực sự muốn biết cái kinh hỉ mà ngươi muốn cấp cho tỷ tỷ là cái gì? Là cái gì? Ác mộng. Ngày hôm sau, lúc mặt trời đỏ dần dần hiện lên, thói quen dậy sớm của đám học sinh đều giống nhau, tất cả đều ra ngoài, không đợi tiếng tập hợp vang lên, liền chủ động tiến tới sân thể dục tập hợp. Bởi vì hiệu lệnh tập hợp chưa vang lên, các giáo viên chưa có xuất hiện, bọn học sinh túm năm tụm ba lại một chỗ, cùng nhau trò chuyện. Nguyên nhân có lẽ là tối hôm qua được ngủ quá muộn, bởi vì bọn họ biết buổi huấn luyện quân sự được hủy bỏ, nên bọn học sinh cũng không có than phiền, Hạ Y Na cũng không có cùng đồng học cùng phòng ra sân tập thể dục, mà một mình đứng trong ký túc xá, bấm cho một số điện thoại. Ngáp! Điện thoại được chuyển đến, nghe được âm thanh ngáp từ ống nghe. Hạ Y Na tức giận nói. Tống Hân, giờ là mấy giờ rồi, mà mẹ vẫn còn ngủ hả? Tiểu nha đầu, sáng sớm đã có việc gì mà gọi cho lão nương, đánh thức lão nương không nói, lại còn trách cứ lão nương ngủ nướng nữa hả? Đầu điện thoại bên kia, một người mặc đồ ngủ tựa vào đầu giường, cầm điện thoại mắng. Chẳng lẽ con quên lời lão nương nói, không được gọi lão nương lúc đang ngủ sao? Không phải con đang huấn luyện quân sự sao? Huấn luyện viên không tịch thu điện thoại di động của con à? Hạ Y Na đối với vị lão nương cực phẩm kia tựa hồ thập phần hiểu rõ, lúc Tống Hân thét gào, nàng cố ý để điện thoại qua một bên, để ngừa hư lỗ tai của mình. Người nào quy định huấn luyện quân sự không thể gọi điện thoại? Chờ đợi Tống Hân nói xong, Hạ Y Na tức giận hỏi. Khanh khách, ta thiếu chút nữa quên, theo Hạ Bàn Tử nói, Đông Hải Cảnh bị khu Tôn Tường Vân chiêu đãi hai cha con. Hơn nữa con hắn Tôn Vệ Đông lại có tình ý với con, mà con lại đang ở Đông Hải Cảnh bị khu trong bộ đội huấn luyện quân sự. Đầu điện thoại bên kia, Tống Hân tựa hồ hiểu cái gì, cười nói. Tống Hân. Không đợi Tống Hân nói cho hết lời, Hạ Y Na phát ra một tiếng thét chói tai, cắt đứt lời Tống Hân nói. Nhà đầu chết tiệt kia, sáng sớm mà con gào khóc thảm thiết cái gì? Muốn hù chết lão nương à? Đầu bên kia, Tống Hân tức giận thiếu chút nữa đem điện thoại ném xuống. Tống Hân, con nói với mẹ biết, nếu mẹ còn tiếp tục nói Tôn Trường Vân cùng Tôn Vệ Đông với con sẽ không để yên cho mẹ đâu. Hạ Y Na sắc mặt tức giận nói. Ân, ngạc nhiên nghe được Hạ Y Na nói như thế, Tống Hân lập tức bò lên giường, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhà đầu, có phải hai tên vương bát kia khi dễ con không? Nếu khi dễ con, thì nói cho lão nương biết. Lão nương đi diệt bọn hắn. Không cần, Tống Hân bọn hắn đã bị tiêu diệt. Hạ Y Na hừ hừ nói. Cái gì? Tống Hân nghe Hạ Y Na nói thì cả kinh không nhẹ. Nhà đầu chết tiệt kia, con nói phụ tử Tôn Tường Vân làm sao? Một người chết non, một người đứt đường làm quan. Hạ Y Na chút giận nói. Hạ Y Na, ta nói con có phải hay không bên huấn luyện quân sự đem đầu con phá hư?
sáng sớm còn không có chuyện gì tìm lão Lương tiêu khiển, thật là thoải mái a. Sắc mặt Tống Hân nghiêm nghị nói, vẻ mặt cứng rắn, lấy uy phong làm mẹ ra dạy dỗ, nàng cảm thấy Hạ Y Na nói hưu nói vượt. Tống Hân, mẹ chớ tự đa tình, con không biết tự tiêu mình tiêu khiển, mẹ không biết mình nhiều chuyện sao. Hạ Y Na nói xong, nghĩ đến mục đích cuộc gọi, chột dạ nói. Tống Hân, con có chuyện muốn thỉnh giáo mẹ. À, hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao? Hạ Y Na à Hạ Y Na con cũng chủ động có chuyện cầu xin ta sao? Nghe được lời Hạ Y Na, Tống Hân vui vẻ, sắc mặt biến đổi so với cởi quần còn nhanh hơn, cảm giác kia giống như sinh tử Tôn Tường Vân cùng Tôn Vệ Đông phụ tử cùng nàng một phân tiền cũng không quan hệ. Lời nói Tống Hân vang bên tai, Hạ Y Na tựa hồ có thể nghĩ đến sắc mặt Tống Hân biến đổi, giận đến cả người run lên, bất quá nghĩ đến chính mình muốn cầu cạnh vào, chẳng những không nổi giận, miệng rất ngọt nói. Mẹ của con biết mẹ rất tốt, mẹ so với tên hạ bàn tử kia tốt gấp ngàn lần, vạn lần, cho nên, mẹ nhất định sẽ trợ giúp nữ nhi cưng của mẹ đó. Vô sự hiến ân tình, không gian không phải đạo tặc. Tống Hân lúc này nghĩ, nàng mặc dù cùng Hạ Y Na quan hệ người trên kẻ dưới, nhưng nhiều lúc hai người như tỉ muội, thường xuyên đối diện đấu võ mồm, mà mỗi lần đều là Tống Hân cam bái hạ phong, bởi vì Hạ Y Na mỗi lần tranh cãi không lại liền xuất ra đòn sát thủ. Tống Hân, mẹ nói bác gái một người nhanh đến thời mãn kinh không có chuyện gì lại giả dạng thành tiểu cô nương, mẹ không biết đỏ mặt sao. Mẹ thân ái, con nghe nói là lúc mẹ còn trẻ cùng với nhiều nữ nhân theo đuổi hạ bàn tử. Hạ Y Na thử dò xét hỏi han. Cuối cùng hạ bàn tử lật thuyền trong mương ở trong tay mẹ sao? Nhà đầu chết tiệt kia, từ đâu mà con nghe tới tin tức nho nhỏ đó? Cái gì gọi là hạ bàn tử lật thuyền trong mương ở trong tay lão nương hả? Lão nương lúc còn trẻ, xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, nam nhân đuổi theo lão nương có thể xếp từ đây đến Yên Kinh. Tống Hân tức giận dạy dỗ. Ngược lại là hạ bàn tử, không biết sống chết muốn theo đuổi kinh thành đệ nhất mỹ nữ, kết quả cũng không gặp may. À, con đã nói rồi, mẹ con xinh đẹp như hoa sao có thể theo đuổi hạ bàn tử được, hạ bàn tử người này quá vô sỉ rồi, chỉ biết ngồi khoác lác. Hạ Y Na tựa hồ đối với Tống Hân tự thổi phồng đã thành thói quen, chẳng những không có để ý, còn lấy cha mình là Hạ Hà để tâng bốc Tống Hân. Ai u, đúng là bảo bối nữ nhi của ta hiểu biết a, nói, tìm mẹ có chuyện gì. Tống Hân cười đắc ý, nụ cười mang theo phong tình vạn trùng. Mẹ! Người lúc ấy theo đuổi hạ bàn tử như thế nào, a, à, không, là như thế nào làm cho hạ bàn tử chủ động theo đuổi người. Hạ Y Na nói xong được nửa nhận thấy sai lầm, vội vàng sửa lại. Ta không phải vừa mới nói sao, ta lúc trẻ là nữ nhân nổi danh ở khu Tây Nam, vứt cái mị nhãn, hạ bàn tử ngay cả phương hướng đều tìm không thấy, còn dùng những thủ đoạn khác. Tống Hân đắc ý nói. Tống Hân, con hỏi mẹ là chính sự đó. Mẹ có thể đừng thổi phồng nữa được không? Liên tục nghe được Tống Hân mèo khen mèo dài đuôi, Hạ Y Na rốt cục không thể chịu đựng được. Nhà đầu chết tiệt kia con không phục a? À? Được a, à, con bây giờ trở về, ta và con mặc quần áo giống nhau đi ngoài phố, xem ai có sức hấp dẫn hơn. Tống Hân có chút đắc ý, dường như với phương thức này thì nàng sớm đã thử qua, hiệu quả cũng không tệ. Đó là do mẹ giả bộ nai tơ, khiến người ta coi mẹ giống như con khỉ. Hạ Y Na đả kích nói. Hạ Y Na à Hạ Y Na, muốn đả kích lão nương, con còn non lắm, hừ, chớ quên, có một lần ta vứt mị nhãn cho một tên kia trực tiếp lái xe đụng cột điện ven đường, khanh khách. Tống Hân hồi tưởng lại một màn ký ức kia, nụ cười làm mê lòng người. Hạ Y Na một đầu hắc tuyến, ngoại trừ im lặng thì nàng không biết nói gì. Gì, không đúng à, đang yên đang làm con hỏi cái này làm gì. Mắt thấy Hạ Y Na phát hỏa Tống Hân mở hồ cảm nhận đầu điện thoại bên kia có gì không thích hợp. Nhà đầu chết tiệt kia, con sẽ không phát xuân chứ. Mẹ mới phát xuân. Hạ Y Na tức giận đến độ bộ ngực loạn chiến. Cách vài dặm ta cũng đã ngửi thấy mùi khai rồi, nói, có phải cảm thấy tiểu tử Tôn Vệ Đông không tệ. Tống Hân, mẹ còn dám nói về Tôn Vệ Đông, con với mẹ liền tuyệt giao. Ai, trẻ tuổi bồng bột, đánh là thân, mắng là yêu. Không đánh không thân không yêu, theo ta thấy, Tôn Vệ Đông khi dễ con muốn lấy lại danh dự à? Dụp, Hạ Y Na trực tiếp cúp điện thoại. Chẳng qua là, vài giây đồng hồ sau, tiếng di động vang lên,
Hạ Y Na nghĩ đến mục đích chưa đạt được, lựa chọn nhẫn nại. Na Na cưng ơi, rốt cuộc có chuyện gì? Tựa hồ sợ Hạ Y Na cúp điện thoại, giọng nói Tống Hân ôn nhu rất nhiều. Tống Hân, như thế nào mới có thể làm cho một nam sinh yêu mình? Hạ Y Na lấy hết dũng khí hỏi. Còn nói không có. Tống Hân theo bản năng nghĩ tới Tôn Vệ Đông, nói xong ý thức được cái gì, không dám nói tiếp, mà cười nói. Mặc dù sắc đẹp của con so với lúc ta còn trẻ còn kém đôi phần, con là ta sinh ra, con thừa kế vẻ đẹp của ta, lấy về thùy mị, chỉ cần ngoắc tay, đối phương lại không nhanh như hổ đói vồ mồi à. Vô dụng thôi. Hạ Y Na tức giận nói. Đừng nói lời vô dụng nữa, so về vẻ thùy mị thì con còn cách xe cô gái ở thủ đô đó. Gì, xem ra kỹ thuật của nữ nhi ta rất cao à, biết mềm nắn rắn buông. Tống Hân có chút kinh ngạc nói. Nhà đầu chết tiệt kia, nghe lão nương, tạm thời lạnh nhạt một lát, để cho hắn tự tìm con. Tống Hân, mẹ xác định như thế có hiệu quả sao? Hắn vốn không để ý đến con, nếu con lạnh nhạt, hắn bị những mỹ nữ khác nghị hoặc thì làm sao đây? Hạ Y Na tức giận thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mẹ cũng không biết, mỹ nữ bên cạnh hắn như mây, Đông Hải nổi danh băng hỏa mỹ nữ Liễu Nguyệt, Quý Hồng đều theo đuổi hắn. À! Bảo bối nữ nhi của ta, xem ra con quả thật nói không phải người đó à, rốt cuộc là ai có bản lãnh như vậy, cả hai yêu tinh kia đều thích hắn. Nghe tên Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng, Tống Hân hoảng sợ, đồng thời tò mò. Không phải con thích một trung niên đại thúc đó chứ? Đại lão nương à, là nam sinh của trường học chúng ta. Vẻ mặt Hạ Y Na buồn bực nói. Nam sinh trong trường có thể làm cho Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng theo đuổi sao? Nhà đầu chết tiệt kia, không phải con nói quá đó chứ. Tống Hân kiên quyết không tin. Tống Hân, mẹ rốt cuộc có biện pháp nào không? Không có biện pháp nào thì con cúp điện thoại đây. Hạ Y Na mất đi kiên nhẫn. Hảo, nhà đầu chết tiệt, nay lão nương đem ngự nam tâm kinh truyền thụ cho con, biết vì cái gì mà hạ bàn tử năm đó khăng khăng một mực với lão nương không? Tống Hân thao thao bất tuyệt. Bốn chữ, cảm giác nguy cơ. Mỗi khi mẹ cảm thấy hạ bàn tử bên ngoài, có dấu hiệu, mẹ liền tạo cho hắn cảm giác nguy cơ, mỗi lần hắn đều cải tà quy chánh, lần nào cũng đúng lúc. Tống Hân, mẹ xác định. Hạ Y Na có chút hoài nghi, tuy rằng từ nhỏ đến lớn nàng bị rất nhiều nam sinh theo đuổi, nhưng đều thẳng thừng từ chối. Bảo bối nhà đầu của ta, xuất ra mị lực cùng thực lực của con, biểu hiện điên cuồng, biểu hiện càng nhiều càng tốt, chỉ cần hắn theo đuổi con, hắn dĩ nhiên phát hiện cái tốt của con. Cảm giác nguy cơ cũng xuất hiện, đến lúc đó, con chỉ cần ngoắc tay, xuất ra mị lực, ta đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoan nằm dưới váy con. Tống Hân nói xong, nhịn không được nói. Nhà đầu chết tiệt kia, nếu không lão nương qua giúp con, thế nào? Một đề nghị tốt. Hạ Y Na trong lòng vừa động, có chút nóng lòng muốn thử, bất quá cũng khách khí không cự tuyệt, Tống Hân cuối cùng đề nghị. Tốt lắm, ngày sau sẽ gặp lại. Đô, đô. Bên tai vang lên tiếng đô đô của điện thoại, Tống Hân tức giận cực độ, Khô Ninh nhìn được trách cứ nói. Nữ nhân có trước quên sau, có nam nhân đã quên lão nương. Nói xong, Tống Hân cầm điện thoại lên, bấm một số điện thoại. Hạ bàn tử, nữ nhi của ông phát xuân rồi, ông có nên đi điều tra một chút hay không, xem tên vương bát đản nào bắt hồn phách của nó đi rồi. Điện thoại chuyển đến, Tống Hân giáo huấn. Đầu điện thoại bên kia. Hạ Hà đang cùng đối tác Myanmar nói chuyện khóc không ra nước mắt. Lão bà, nữ nhỉ tuổi không còn nhỏ, nó yêu ai là chuyện bình thường, chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Ta bàn chuyện làm ăn, có gì trở về rồi nó? Hạ bàn tử. Tống Hân đột nhiên hét ầm lên một tiếng, làm cho Hạ Hà sợ thiếu chút nữa lấy điện thoại ném. Bà cô cứ nói, cô cứ nói. Nhà đầu chết tiệt kia nói nàng chủ động tán tỉnh tên nam sinh ở Đông Hải Đại học kia. Bất quá Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng, hai yêu tinh đó đều tán tỉnh nam sinh kia, ta cảm thấy sự tình có điều gì là lạ, cho nên, ông lập tức phái người đi điều tra cho rõ ràng. Tống Hân nói xong uy hiếp. Bằng không, nếu nữ nhi bảo bối của ta ở Đông Hải bị khi dễ, ta không để yên cho ông. Ách, đầu bên kia điện thoại, Hạ Hà nghe được tên của Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng, cặp mắt chuột híp lại thành một khe đường nhỏ, cả người tản mát ra một tiếng thở mạnh. Bạch Phú Mỹ nghịch tập. Hạ gia nhập cuộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.